Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3821, Trấn Long. Một hơi khiêu chiến nhiều như vậy, xem ra thực lực của ngươi không tệ. Vừa đi vừa nhìn về phía đám người nằm trên mặt đất, Trương Huyền nhìn không được nói. Tề Dược thứ 6 cũng bị đánh bại, chẳng lẽ vị trước mắt này xung kích thứ tự càng cao? Bất quá không quan trọng, thứ tự cao hay không hắn không quan tâm. Chỉ cần có tư cách nhận được đại na di truyền tống trận là được. Lại tới một vị không sợ chết. Thấy vị này không có một chút sợ hãi, trong mắt còn lộ ra kích động, Ngao Hoa cười lạnh, nâng đầu lâu lên. Thế nào, ngươi muốn giao đấu với ta? Ngươi là thứ mấy trên thần vương tiềm lực bảng? Thấp hơn 30, ta sẽ không đánh, lãng phí thời gian. Trương Huyền nói, tuy nhìn thấy Tề Dược xếp hạng thứ 6 nằm trên mặt đất, nhưng đến cùng có phải đối phương đánh hay không, hiện tại không thấy thần vương phụ trách khảo hạch, thứ tự có tính hay không còn cần phải thương thảo, tốt nhất trước xác định thứ tự của đối phương, đánh bại hắn cũng tiện thay vào đó. Không nghĩ tới vị này tuổi không lớn lắm, nhưng còn cuồng ngạo hơn mình, ánh mắt Ngao Hoa trở nên lạnh lùng. Thứ 9. Khó trách. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách có thể đánh đổ nhiều người như vậy, đoán chừng vị thứ 9 này nhận được kỳ ngộ gì. Thực lực tăng lên, ngay cả Tề Dược thứ 6 cũng không phải đối thủ. Thấy vị trước mắt này bình tĩnh, dường như căn bản không quan tâm thứ 9 của mình, Ngao Hoa tràn đầy không vui, đang định giới thiệu thân phận của mình. Ta chính là, không cần phải nói hiện tại thứ mấy, khiêu chiến của ngươi có hữu hiệu hay không, chỉ cần vượt qua 30 vị trí đầu, với ta mà nói đều như nhau. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, lông mày dương lên. Khí tức vô địch thả ra ngoài, tay phải chiêu chiêu nói. Động thủ đi, tiểu tử, đủ cuồng. Thấy vị này còn ngạo mạn hơn mình, Ngao Hoa biết đối phó loại người này, nắm đấm mới là vương đạo, lúc này không nói thêm nữa, híp mắt lại, bàn chân bước ra, tốc độ lần nữa thi triển ra. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không hổ là nhân vật trên thần vương tiềm lực bảng, tốc độ cường đại hơn thiên thần thượng phẩm đỉnh phong bình thường không ít. Trước đó gặp phải đám người Mính Lai Hương, kém quá xa. Trong lòng khiếp sợ, nhưng không có tránh né, đồng dạng bước tới. Dùng thân thể va chạm, chính hợp ý hắn, hiện tại sợ nhất chính là đối phương sử dụng bí pháp công kích linh hồn. Đừng liều mạng. Thấy thanh niên đột nhiên toát ra này muốn cùng Ngao Hoa giao đấu, Thân Đồ Phong cố nén đau đớn la lên. Vị này chính là cường giả Vân Ly Thiên, am hiểu nhất chính là thân thể, người không tránh né. Cùng hắn liều mạng, không phải muốn chết sao? Đang cảm giác thanh niên này khẳng định sẽ giống như nhóm người mình, bị đụng thành trọng thương, chỉ thấy Ngao Hoa biến sắc, đồng tử. Đột nhiên co rút lại. Bành! Thân thể không gì không phá, trong nháy mắt gặp phải trọng kích, cũng không khống chế được, bay ngược ra ngoài, nặng nề đâm vào mặt đất. A! À, đám người Thân Đồ Phong nằm trên đất, tất cả đều trợn mắt lên. Vừa rồi tên này chính là dùng loại chiêu số đó đánh bại bọn hắn, không nghĩ tới gia hỏa đột nhiên toát ra kia, lấy đạo của người trả lại cho người, dùng chiêu số giống vậy đánh bại hắn. Lấy thân thể đánh bại quái vật ở Vân Ly Thiên. Làm sao làm được? Mọi người tràn đầy khó tin, đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên kia đụng bay đối thủ, lung lay cái cổ, nhìn về phía Ngao Hoa, hai mắt sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Thân thể ngươi tu luyện không tệ a hát, mau tới đây công kích ta, yên tâm, ta đứng tại chỗ không động, cũng không đánh trả. Sau khi thân thể tấn cấp, một mực không có binh khí thích hợp, đâm rách làn da cũng không có cách nào kiểm tra công hiệu của những kim ti trong cơ thể kia, giờ phút này toát ra một vị thân thể không tệ, sao có thể? Bỏ qua, ngươi, Ngao Hoa tức giận sắp nổ tung. Thái độ và hình dáng như vậy, là cố ý làm nhục hắn sao? Đúng, chính là làm nhục. Đường đường cường giả long tộc, bị người dùng thân thể đánh bại, còn bị nhục nhã như vậy. Không thể tha thứ. Ngồi trên mặt đất vỗ một cái, bỗng nhiên đứng lên, bàn chân lần nữa bước ra, như thiểm điện lao nhanh tới. Kéo kẹt, kéo kẹt. Người còn ở trên không, mặt ngoài thân thể liền nhiều ra từng tầng lân phiến. Vân Ly nhất tộc, thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ gần với chân thân, thuế. Biến thành loại trạng thái này, thân thể sẽ lột xác ra long lân, đau thương khó nhập. Phòng ngự tăng lên không chỉ một lần. Bành!
lần nữa cùng đối phương đụng vào nhau, toàn thân đau đớn giống như tan thành từng mảnh, dường như có xương vỡ vụn, ngào hoa lại bay ngược ra ngoài. Vậy mà lại mạnh mẽ, không tệ, ngươi rất tốt. Cố gắng lên, chỉ cần có thể để cho ta bị thương, ta có thể cho ngươi tiền, thu ngươi làm đệ tử cũng được. Con mắt Trương Huyền sáng lên. Có thể tu luyện thân thể tới trình độ để hắn cảm thấy không tệ, vị trước mắt này thật rất không tệ. Quan trọng còn trẻ tuổi như vậy, thần giới quả nhiên tàng long ngọa hổ, cao thủ rất nhiều. Loại thiên tài này, so với trước đó gặp phải Trác Nham kia thì mạnh mẽ. Hơn quá nhiều, đã có tư cách trở thành học sinh của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi tự tìm cái chết. Ngao hoa muốn nổ. Một thân ngạo khí mà đến, nhẹ nhõm đánh bại thân đồ phong, vốn cho rằng nơi này dưới thần vương đều là rác rưởi. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến xuất hiện một vị như vậy. Không chỉ thân thể mạnh mẽ, để cho người ta cảm thấy không có kẽ hở, càng kiêu ngạo không giới hạn. Đã thương được hắn, cho tiền. Thu mình làm đồ đệ. Cái này con mẹ nó là nói tiếng người sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái này, đám người thân đồ phong cũng cảm thấy sắp điên rồi. Vốn cho rằng Ngao Hoa rất điên, không nghĩ tới thanh niên này cuồng hơn. Là hắn. Tề Dược siết chặt nắm đấm, thở mạnh cũng không dám, lời cũng không dám nói. Trương Huyền này, người khác không biết, nhưng hắn tận mắt thấy lão tổ quỳ xuống, gọi là đế quân. Loại người này, sao sẽ bị một thứ chín ở Vân Ly Thiên đánh bại? Chết! Ngao Hoa lao đến, lần này không có giữ lại, bàn tay biến thành móng vuốt bổ tới. Ngươi là, thần thú biến hóa. Trương Huyền cau mày. Vốn cho rằng chỉ là giao đấu phổ thông, không có sử dụng minh lý chi nhãn, thiên đạo thư viện, giờ phút này nhìn thấy bàn tay của đối phương biến thành như vậy, mới biết tên này có thể là thần thú biến hóa. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm. Răng cắn chặt, trong tiếng gầm gừ, móng vuốt của Ngao Hoa mạnh mẽ. Bổ vào bờ vai Trương Huyền, người sau đồng dạng động cũng không động. Răng rác. Một tiếng xương cốt giòn vang, Trương Huyền cúi đầu nhìn, ngay sau đó nhìn thấy quần áo trên bờ vai bị xé rách, trên da trần trụi lưu lại một bạch ấn, dường như thiếu chút nữa liền chảy máu. Quá tốt rồi. Trương Huyền hưng phấn, vừa định nói chuyện, liền thấy bạch ấn trong nháy mắt biến mất, như chưa hề xuất hiện qua. Xem ra năng lực khôi phục của mình quá mạnh, lưu lại ấn ký cũng quá yếu, cho nên còn chưa kịp thí nghiệm hiệu quả cũng đã khôi phục. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối, vội vàng ngẩng đầu. Móng vuốt của ngươi rất tốt, tiếp tục, ta đứng tại chỗ, nếu như né, coi như ta thua. Ta muốn ngươi chết. Ngao Hoa bắt đầu nổi điên. Siêu 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 siêu. Hai cái móng vuốt không ngừng đập xuống, tựa như máy xay gió. Mỗi một cái đều dùng hết toàn lực, quần áo trên người Trương Huyền bị xé rách vỡ nát, trên người bị vạch ra vô số bạch ấn. Bất quá vẫn không có chảy máu, hơn nữa bạch ấn mới vừa xuất hiện liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như là gãi ngứa. Răng rác, răng rác. Một lát sau, Ngao Hoa ngừng tay, cúi đầu liếc mắt nhìn móng vuốt của mình, nước mắt chảy ra. Liên tục công kích, móng vuốt bị xé rách ra, lân phiến tung bay, máu tươi chảy đầm đìa. Ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt, chỉ thấy hắn càng thêm hưng phấn. Tiếp tục, động tác nhanh lên một chút, lực mạnh chút, ta sắp chảy máu rồi. Thân thể Ngao Hoa lay động. Mẹ nó, ta giết ngươi, có thể đừng nói mơ hồ không rõ như vậy, mập mờ. Như vậy hay không? Rồng cũng có tôn nghiêm a. Ngươi triệt để chọc giận ta. Ngao Hoa gào thét, quần áo trên người nổ tung, thân thể xuất hiện biến hóa, trong nháy mắt. Một cự long dài mấy trăm mét xuất hiện ở trước mắt, ở trong đại điện xoay quanh, bay lượn. Ngươi là, chân long. Trương Huyền sững sờ. Còn tưởng đối phương chỉ là thần thú phổ thông, thực lực mạnh hơn người bình thường một chút, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là long tộc. Long tộc, ở danh sư đại lục đã nghe nói qua, có điều vẫn chỉ là huyết mạch lộn xộn, cho dù ở thượng thương, cũng chỉ là ngụy long mà thôi, vị trước mắt này lại có thể biến hóa. Hơn nữa biến hóa mạnh mẽ. Như vậy, không cần phải nói. Đã đạt đến chân long. Không sai, ngươi chọc giận một chân long, chờ long tộc giáng lâm trừng phạt đi. Lột xác ra bản thể,
Ngao Hoa ở đâu còn cho đối phương nói chuyện, bỗng nhiên phun ra một đạo long tức. Trong chốc lát, hỏa diễm thiêu đốt, không gian trong căn phòng tựa như nổ tung. Xong rồi. Sắc mặt đám người thân đồ phong, tê dược đồng thời tái đi. Long tức là thủ đoạn công kích cường đại nhất của long tộc, còn cường đại hơn móng vuốt, thần long thượng phẩm đỉnh phong lột xác ra bản thể, bỗng nhiên thổ tức, cho dù là cường giả thần vương gặp được, chỉ sợ cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Quá bất cẩn. Thấy tốt thì lấy, đánh bại hắn là được, hiện tại ép đối phương lộ ra bản thể, còn đánh thế nào? Thân thể mạnh hơn cũng gánh không được. Trương Thiếu, Tề Linh Nhi cũng không ngừng run rẩy. Vừa tiến vào nơi này, còn không có phản ứng lại, khi biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, vị thiếu gia này đã cùng đối phương chiến đấu, vốn nhìn thấy một mực chiếm thượng phong, nên không lo lắng, giờ phút này thấy công tử áo trắng thuế biến thành thần long mới biết, trêu ra phiền toái lớn. Thần long thượng phẩm đỉnh phong, hơn nữa có thể xếp hạng ở trên thần vương tiềm lực bảng, cùng cấp bậc chân chính vô địch, không người có thể chống lại. Đám người khiếp sợ nói không ra lời, nhìn cự long lơ lửng, Trương Huyền cũng không khẩn trương, mà vịn cái cằm, một cái ý nghĩ bất ngờ. Xông ra, Thiên Long Bát Âm đối với Ngụy Long cùng với huyết mạch long tộc phía dưới đều hữu hiệu. Đối với chân long không biết có hiệu quả hay không. Thử một chút đi, dù sao cũng không lãng phí thời gian. Nghĩ đến cái này, đầu lâu Trương Huyền nâng lên. Hồng, ầm, trong phòng. Cự Long đang thổ tức, chuẩn bị giết chết thanh niên kia, trong nháy mắt giống như bị thứ gì đánh trúng, sắc mặt trắng nhợt, rơi. Trên mặt đất, thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy, giống như trường xà bị điện giật. Xảy ra chuyện gì? Đám người thân đồ phong, tề dược trợn mắt hốc mồm, lặng ngắt như. Tờ. Hết chương 3821. Chương 3822. Hội trưởng y sư công hội của Vân Ly Thiên. Khó trách bọn hắn sẽ như vậy. Đây chính là cường giả xếp hạng thứ 9 trên thần vương tiềm lực bảng của Vân Ly Thiên, thân đồ phong cũng không phải đối thủ. Vốn nghĩ lần này bị đối phương đơn đấu, khẳng định mặt mũi mất hết, trở thành trò cười của cửu thiên. Không ngờ lại toát ra một vị như vậy, dựa vào thân thể đánh bại đối phương không nói, hóa thành chân long, cũng bị một giống chấn nằm trên mặt đất. Làm sao làm được? Là thanh âm chân long. Chỉ cần là long tộc, chẳng phải có thể phát ra loại thanh âm này ư? Tại sao Ngao Hoa lại bị chấn thành như vậy? Là có thể phát ra, nhưng thanh âm chân long cũng chia cấp bậc. Hình như liên quan đến một truyền thuyết, cụ thể thật giả thì không biết. Truyền thuyết? Nghe nói không biết bao nhiêu năm trước, thiên địa sơ khai, tứ phương hỗn loạn, đại địa phía đông không chịu nổi lực hút mặt trời mọc lên ở phương đông. Vân Ly Đại Đế lăng không xuất thế, chấn áp một phương cương vực. Hắn quan sát tử khí đông lai, hà khí mới sinh, sáng chế ra Thiên Long Bát Âm. Tám âm này, chỉ cần là chân long thì đều có thể phát ra, nhưng âm thanh càng phù hợp thiên đạo, uy lực lại càng lớn, mà muốn phù hợp thiên đạo, huyết mạch nhất định phải vô cùng tinh thuần mới được. Vân Ly Đại Đế không giống Càn Khôn Ma Quân chúng ta, cả đời vô dục vô cầu, hiện tại không có lấy vợ sinh con. Đời sau của hắn rất nhiều, thế hệ thứ nhất liền có 9 con trai, cũng chính là sự tích long sinh cửu tử. Đúng vậy, kéo dài đến nay, đã không biết bao nhiêu đời, dù cũng là chân long, nhưng huyết mạch mỏng manh không thể lại mỏng manh, cái gọi là thanh âm chân long, cũng không có tinh thuần như trước đó. Gặp được huyết mạch càng tinh thuần, thả ra loại ngôn ngữ long tộc đặc thù này, tự nhiên không chịu nổi, cuối cùng diễn biến thành uy áp huyết mạch. Thì ra là thế. Nói như vậy, vị trước mắt này cũng là cường giả long tộc. Hơn nữa vô cùng có khả năng huyết mạch càng thêm tinh thuần. Đám người thân đồ phong âm thầm giao lưu. Tề Dược và Tề Linh Nhi thì trợn tròn mắt, nghi ngờ nhân sinh. Không phải lão tổ nói hắn là linh thần ư, tại sao lại biến thành Vân Ly Thiên? Thân phận này, quá khó lường đi. Huyết mạch đế quân, cũng có thể đổi lấy đổi đi. Làm sao làm được? Nếu không phải biết linh thần và Vân Ly Đại Đế đều là nam, thật nghi ngờ có phải hai người quan hệ lén lút gì hay không. Mọi người có suy nghĩ riêng, Trương Huyền cũng không biết, giờ phút này chậm rãi đi tới trước mặt Cự Long, nhìn chằm chằm đối phương, mỉm cười. Thế nào, nhận thua không? Nhận thua mà nói, liền báo tin cho thần vương, thứ tự của ngươi.
Hô! Cự Long không ngừng thu nhỏ, sau một khắc lần nữa biến trở về hình dáng của Ngao Hoa, cắn môi, tiến về phía trước một bước, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Vãn bối Ngao Hoa, gặp qua tiên tổ. Tiên tổ! Trương Huyền sửng sốt. Hắn chỉ là thử Thiên Long Bát Âm một chút, gặp được chân long dùng được hay không, không nghĩ tới thật có thể sử dụng. Hơn nữa còn cực kỳ tốt. Chỉ là hô một tiếng mà thôi, gọi tiên tổ làm cái gì? Chẳng lẽ đầu óc mất trí nhớ? Trong lòng kỳ lạ, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, gật đầu. Hiện tại ta xem như nắm giữ thứ tự thứ 9 trên tiềm lực bảng không? Cái này! Khóe miệng Ngao Hoa co quắp, tràn đầy xấu hổ nhìn qua. Ngươi, không có tham gia qua khảo hạch Vân Ly Thiên. Vị trước mắt này, huyết mạch tinh thuần hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ cần tham gia khảo hạch tiềm lực bảng, hẳn vị trí sẽ rất cao. Nhưng 8 người đứng đầu đều biết là ai, không có vị này à. Chẳng lẽ không có tham gia qua khảo hạch? Ta ở U Hồn Thiên, tham gia Vân Ly Thiên khảo hạch làm cái gì? Trương Huyền than thở. Không cần nhìn, là thật ngốc rồi. U Hồn Thiên. Ngao Hoa ngây người. Chẳng lẽ vị này là tiền bối thất lạc ở U Hồn Thiên? Hàng năm Vân Ly Thiên từ chư thiên khác tìm tộc nhân về là không ít. Muốn cẩn thận hỏi thăm, nhưng nhìn thấy đối phương kỳ quái nhìn tới, Ngao Hoa đành phải nói. Ta là tên thứ 9 ở Vân Ly Thiên, không quan hệ gì tới U Hồn Thiên. Hạng nhất U Hồn Thiên thân đồ phong, mới vừa rồi bị ta đánh, ầy, đang nằm đằng kia. Khóe miệng không ngừng hộc máu. Thân đồ phong xấu hổ cười một tiếng, chỉ vào mình, khóe miệng có chút thều thào. Không sai, ta là thứ nhất. Trương Huyền kinh ngạc. Tên này là đệ nhất. Nói như vậy, mình còn không có đi vào, cũng đã treo. Khó trách, gia hỏa này có thể biến thành chân long, náo loạn nửa ngày, lại là người Vân Ly Thiên. Tề Linh Nhi cũng triệt để mộng bức. Thực lực của nàng quá yếu, tiếp xúc không tới thần vương tiềm lực bảng, cho nên không nhận ra thứ nhất cũng rất bình thường, vốn cho rằng đây đều là gia hỏa yếu hơn tề dược, không nghĩ tới đệ nhất cũng nằm. Gia hỏa bị đánh nằm dạp kia, chính là đệ nhất nhân dưới thần vương của U Hồn Thiên, được ngàn vạn thiếu nữ tôn sùng là thần tượng. Quá kém a! Khó trách Trương Thiếu nói khiêu chiến tên thứ mấy không quan trọng, nguyên lai thực lực cường đại như vậy. Tiêu phí 2 cái hô hấp đột phá tu vi, vậy mà đệ nhất tu luyện mấy trăm năm cũng không đỡ được. Huyết mạch đế quân. Khủng bố như vậy. Tề Linh Nhi âm thầm gật đầu. Không đi nghĩ, về sau ở trên người vị trước mắt này phát sinh sự tình khó tin gì, cũng chỉ có thể gọi là bình thường. Không cường đại, còn gọi đế quân. Ngươi đánh bại đệ nhất, ta đánh bại ngươi. Đây có tính nắm giữ thực lực 30 vị trí đầu của U Hồn Thiên không? Không nghĩ tới náo loạn nửa ngày, tên này là từ nơi khác tới, bản thân đánh người ta thành như vậy. Trương Huyền có chút thẹn thùng. Nếu không, ta lại đi khiêu chiến 30 vị trí đầu thử một chút. Hiện tại không có thần vương làm chứng, không biết có tính thành tích hay không, quy củ khiêu chiến cụ thể thật có chút không hiểu. Kiếp trước có rất nhiều sự tình, không có người chứng kiến là sẽ không được công nhận. Không cần khiêu chiến, chúng ta sẽ trình báo việc này cho thần vương, thừa nhận ngươi đệ nhất. Thân đồ phong vội vàng mở miệng. Để hắn vào tiềm lực bảng của U Hồn Thiên, bên này sẽ không đến mức toàn quân bị diệt, triệt để mất mặt xấu hổ. Huống chi ở trước mặt Ngao Hoa, hắn giống như hài nhi không đỡ nổi một đòn, mà Ngao Hoa ở trước mặt đối phương, cũng không kém nhiều. Không cần nhiều lời, bản thân hoàn toàn không phải đối thủ, còn không bằng thản nhiên thừa nhận, miễn cho tự rước lấy nhục. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra 30 vị trí đầu của U Hồn Thiên, dễ dàng hơn mình dự đoán nhiều, chẳng qua chức nghiệp đặc thù thì hơi khó khăn. Chờ một chút. Trương Huyền nhìn về phía Ngao Hoa. Ngươi là người Vân Ly Thiên. Vâng. Ngao Hoa gật đầu. Trương Huyền hỏi. Nghe nói Vân Ly Thiên các ngươi tới một đám y sư, tới khiêu chiến y. Sư công hội, có việc này không? Thật có việc này, ta chính là một thành viên trong bọn họ. Ngao Hoa gật đầu. Ta muốn khảo hạch y thuật, để thu hoạch tư cách sử dụng đại na di truyền tống trận. Chẳng qua người y sư công hội vì nghênh đón khiêu chiến của các ngươi làm chuẩn bị, không rảnh chú ý, nếu ngươi là y sư là tương thông, ngươi giúp ta khảo hạch được không?
Trương Huyền nói. Đi qua hỏi thăm, hắn xem như hiểu được, cái gọi là thu hoạch được công nhận, thật ra thì chính là y thuật đạt được cường giả cửu thiên tôn trọng. Người U Hồn Thiên vội vàng túi bụi, để người Vân Ly Thiên khảo hạch cũng được. Dù sao mục đích của hắn là tư cách truyền tống, còn phương thế lực nào cũng không đáng kể. Người muốn khảo hạch y thuật. Ngao Hoa sửng sốt. Phải. Trương Huyền gật đầu. Hội trưởng của Vân Ly Hoàng Thành đi cùng chúng ta, phối hợp thêm mấy người chúng ta, quả thực có tư cách khảo hạch, chỉ là bọn họ không ở nơi này, cần phải đi chỗ ở của chúng ta. Ngao Hoa trần chờ một chút nói. Vân Ly Thiên là một thiên, tự nhiên không thể tất cả đều là long tộc, vẫn ở không ít người bình thường. Vị hội trưởng y sư công hội này không có huyết mạch long tộc, nhưng y thuật của hắn cực cao, coi như ở trong cửu thiên cũng được xếp hạng rất tốt. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho rằng y sư công hội ở U Hồn Thiên không cho hắn kiểm tra liền không có biện pháp, không nghĩ tới đi khảo hạch 30 vị trí đầu của tiềm lực bảng, liền có thể gặp được y sư của Vân Ly Thiên. Miễn cho phiền phức, đi tìm công hội khác. Tuy những nghề nghiệp khác cũng có thể đứng tại đỉnh phong ở thần giới, nhưng đã bày ra luyện đan, bày ra quá nhiều, sợ gặp phải người khác ghi nhớ. Từ trong lòng, hắn vẫn là người khiêm tốn, kín đáo, xem danh lợi như cặn bã, thực sự không có cách nào thay đổi. Biết đối phương có thể khảo hạch, Trương Huyền không tiếp tục ở lại, an bài thân đồ phong tìm thần vương, xác định danh ngạch 30 vị trí đầu trên thần vương tiềm lực bảng của mình, bản thân thì mang theo Tề Linh Nhi, đi theo sau lưng Ngao Hoa, tìm y sư của Vân Ly Thiên. Chỗ ở của Vân Ly Thiên cách nơi này không xa, nguyên nhân chính là như vậy, Ngao Hoa mới có cơ hội chạy tới khiêu chiến, rất mau thì tới. Ngươi tính toán khảo hạch chức nghiệp đặc thù để dùng đại na di truyền tống trận. Đi vào gian phòng, thời gian không dài, hai bóng người đi ra, lão giả bên trái nhìn qua, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Phải. Trương Huyền gật đầu. Tư cách sử dụng đại na di truyền tống trận, liên lụy đến cửu thiên an toàn, ở một chức nghiệp không lĩnh ngộ đến đỉnh phong, là không có khả năng thu được. Vân Ly Thiên chúng ta cũng chỉ có hai danh ngạch mà thôi, chỉ cần y thuật của ngươi có thể thắng được hai người chúng ta, có thể cho ngươi danh ngạch. Lão giả nói. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Trước đó liền biết loại tư cách đại na di truyền tống này không nhiều, cần khiêu chiến, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Bắt đầu đi. Lão giả gật đầu. Tại hạ hội trưởng y sư công hội của Vân Ly Thiên, Liêu Khổ, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Đã khiêu chiến, tự nhiên phải xác định thân phận hai bên. Tại hạ Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu. Trương Huyền. Liêu Tân thì thầm, đột nhiên sững sờ, con mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là kích động. Ngươi là Trương Huyền luyện chế ra phá trướng đan, Mỹ Dung đan. Trương đan sư. Là ta, Trương Huyền gật đầu. Thân thể Liêu Tơ lắc một cái, đột nhiên không có dấu hiệu nào quỳ. Xuống. Đa tạ ân cứu mạng, y thuật, không cần so, ta khẳng định kém xa tít tắp. Trương Huyền ngây người. Tề Linh Nhi lần nữa choáng váng. Lại làm sao vậy? Có thể đừng bất ngờ như vậy hay không? Thời gian lâu dài, trái tim của ta sẽ không kiên trì nổi. Hết chương 3822. Chương 3823. Trương Huyền tỷ thí y đạo. Liêu hội trưởng ở lần linh khí thủy triều trước, chịu chút ám thương, bởi vì mình là y sư. 10 năm qua, các loại dược vật ăn không biết bao nhiêu, cũng nghiên cứu qua không biết bao nhiêu thư tịch, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả gì. Thấy bọn họ choáng váng, trung niên y sư ở một bên giới thiệu. 2 năm gần đây, ám thương khuếch tán ra càng ngày càng lợi hại, vốn cho rằng đến đại nạn, lại không cách nào kiên trì. Nhưng mấy ngày trước, có người mua Mỹ Dung đan đưa cho hắn. Vốn cũng không cảm thấy gì, ai biết sau khi dùng, ám thương trong cơ thể lại dần dần khôi phục. Lại cầu người mua một ít, dùng khoảng 10 viên, không chỉ. Thương thế hoàn hảo không chút tổn hại. Tuổi thọ dường như cũng tăng lên không ít. Cho nên nói người có ân cứu mạng cũng không quá đáng. Trương Huyền giật mình. Nguyên lý của Mỹ Dung Đan là ẩn chứa thiên đạo chân khí của hắn, chứa trị ám thương dễ như trở bàn tay, thương thế được rồi, sinh cơ tăng cường, tuổi thọ tự nhiên sẽ được kéo dài. Ta nghiên cứu không biết bao lâu, cũng không chữa khỏi tổn thương,
đan dược của ngươi lại dễ như trở bàn tay hóa giải, y thuật của ngươi chẳng phải vượt xa ta sao? Liêu Tân nói, cái này, ngươi hiểu như vậy, ngược lại cũng không sao cả. Muốn khiêm tốn một chút, nhưng thật đúng là như thế, Trương Huyền đành phải cố hết sức gật đầu. Bệnh bình thường, thiên đạo chân khí đều có thể trị liệu không tốt, cũng gần như chỉ có thể chờ chết rồi. Thừa nhận y thuật không bằng người khác, lời nói trái lương tâm như. Vậy, thật đúng là khó mở miệng được, suy nghĩ một chút liền xấu hổ. Ưu Tú, chính là không có cách nào như vậy. Suy nghĩ một chút cũng có chút đau đầu. Vậy thì tốt, hiện tại ta sẽ đưa tin trở về, giúp ngươi lấy lệnh phù có thể. Dùng đại na di truyền tống trận. Liêu Tân nói, lần này tới khiêu chiến y sư công hội của U Hồn Hoàng Thành, dựa theo tình huống bình thường, hắn cũng không cần tự mình tới, sở dĩ chạy tới, chính là muốn gặp Trương Huyền Trương đan sư, tự mình nói một tiếng cảm ơn. Nếu đối phương có chỗ yêu cầu, đáp ứng là được, cũng coi như báo đáp ân tình. Thời điểm Liêu Tân lấy ra ngọc phù đặc thù, ý định đưa tin, lại một lão giả từ trong phòng đi ra, vội vàng xua tay. Hội trưởng, không thể. Vương hội phó, vì sao không thể? Liêu Tân cau mày. Người tới chính là phó hội trưởng y sư công hội, Vương Phi. Luyện đan sư luyện đan, y thuật là y thuật, không thể nói làm một. Vương Phi vội nói. Tuy hắn cũng thừa nhận thanh niên trước mắt này luyện chế Mỹ dung đan thiên hạ vô song, nhưng luyện đan chính là luyện đan, mạnh hơn cũng không thay đổi thành y thuật được. Y thuật là đối chứng hạ độc, trị liệu ổ bệnh, mà luyện đan là thông qua phương pháp đặc thù dung hợp dược vật lại với nhau, mục đích chỉ vì tăng lên dược hiệu, cả hai hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh nổi. Ngày hôm nay hỗ trợ xử lý lệnh phù này, chẳng khác nào y thuật không bằng vị trước mắt. Một khi người sau xuất hiện không may, anh danh của Liêu Tân hội trưởng, chỉ sợ sẽ trôi theo nước chảy. Hội trưởng cân nhắc, ngay sau đó lại có người đi ra. Năm vị y sư của Vân Ly Thiên, giờ phút này đều đến đủ. Hắn có ân cứu mạng với ta, vừa vặn ta cũng có ý định nghỉ hưu, cùng lắm thì từ nay về sau sẽ không trị liệu cho người. Được rồi, không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Liêu Tân xua tay. Tuy hắn thừa nhận đan dược của Trương Huyền quả thực vô song, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng giống như mọi người, cho là hắn luyện đan lợi hại, y thuật chưa hẳn vượt qua mình. Sở dĩ đáp ứng, là vì báo đáp ân cứu mạng. Đối với tính mạng, danh dự bị tổn thương không tính là gì. Như vậy đi, không phải có tỉ thí y đạo gì sao? Tới cũng đã tới, tỉ thí một chút cũng không sao. Rõ ràng đối phương lo lắng cái gì. Trương Huyền cũng không tức giận. Hắn trẻ tuổi như vậy, tới thần giới thời gian cũng không dài, gặp phải nghi ngờ là rất bình thường. Ngươi muốn tỉ thí y đạo? Liêu Tân cau mày. Dù sao cũng đã tới. Vẻ mặt Trương Huyền lãnh đạm. Cái này. Thấy thái độ của hắn kiên quyết, Liêu Tân gật đầu. Tỉ thí y đạo, chia làm 4 bước nhìn, nghe, hỏi, cắt, mỗi một bước, đều phải viết phán đoán của mình. Tiếp đó chẩn đoán được chứng bệnh. Viết xuống phương thuốc, cuối cùng nhìn xem có thể đúng bệnh hốt thuốc hay không. Trương Huyền gật đầu. Trước đó còn nghi hoặc, tỉ thí y đạo là chuyện gì xảy ra, hiện tại xem ra giống như xem bệnh bình thường, chỉ là. Bệnh nhân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không nghĩ biện pháp cứu chữa, mà để cho bọn họ tiếp nhận đau đớn, chờ lấy tỉ thí? Trương Huyền cau mày. Như vậy không phải lương y như từ mẫu. Đây là bệnh nhân, xem bản thân như thẻ đánh bạc để mình nổi danh. Hoàn toàn vi phạm phẩm hạnh của y sư. Dĩ nhiên không phải. Liêu Tân mang theo kỳ quái nhìn qua. Ngươi, không biết tỉ thí y đạo. Vị trước mắt này, đưa ra tỉ thí y đạo, vậy mà một khiếu không hiểu. Vốn còn nghĩ, thừa nhận thua đối phương, là trả nhân tình, coi như y thuật của đối phương kém mình, nhưng có thể luyện chế ra Mỹ dung đan, hẳn cũng sẽ không quá kém. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện này. Ngay cả tỉ thí y đạo cũng không biết, chỉ sợ y thuật. Không phải hơi thấp hơn mình, mà là căn bản không biết. Tỉ thí y đạo là cường giả y thuật của Cửu Thiên liên hợp lại, làm ra một loại thủ đoạn dùng để bình xét y thuật, chủ yếu dựa vào là y đạo thạch. Thấy hắn quả thật không biết, Liêu Tân bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói. Xem ra chuyện Vương hội phó lo lắng là thật.
Y thuật của vị trước mắt này cũng không ra sao, nếu không người nắm giữ y thuật cao minh, người nào không biết tỉ thí y đạo. Y đạo thạch là một loại bảo vật đặc thù, có thể ghi chép số liệu chân thực của thân thể bệnh nhân, hơn nữa sáng tạo ra hư ảnh, để cho y sư dò xét và hỏi thăm. Chỉ cần người có thể đưa ra phương thuốc chính xác nhất, chứng bệnh trên người nó sẽ khôi phục. Liêu Tân nói, một tảng đá xuất hiện ở phía trước, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong âm thanh kêu khẽ, 10 nhân ảnh bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Là trận pháp đặc thù hình thành hư ảnh. Mỗi một cái đều ốm yếu, hình như trên người lây nhiễm một loại chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng, không kịp chữa trị, vô cùng có khả năng tử. Vong tại chỗ. Bệnh trên người 10 người này, là nghi nan tạp chứng mới phát hiện hơn nữa khó chữa trị trong phạm vi cửu thiên, cũng có bệnh thể ở mấy trăm năm trước, vài ngàn năm trước, thông qua thủ đoạn đặc thù sao chép lại, giống bệnh nhân chân chính như đúc, có thể dùng 4 loại phương thức nhìn, nghe, hỏi, cắt, xác định nguyên nhân bệnh, nghĩ biện pháp chế biến ra dược vật. Liêu Tân giải thích đôi câu, dường như nhìn ra Trương Huyền lo lắng, nói. Yên tâm, những bệnh chứng này, bao gồm thượng cổ cùng hiện tại, thậm chí còn có chút chứng bệnh là giao hòa, không có khả năng có người có thể ghi nhớ toàn bộ. Hơn nữa, mỗi một lần truyền vào lực lượng, xuất hiện người đều hoàn toàn khác biệt trước đó, khả năng học thuộc lòng câu trả lời sẽ không phát sinh. Trương Huyền gật đầu. Chữa bệnh không phải cõng đề thi, thoạt nhìn chứng bệnh giống nhau, nhưng căn cứ thể chất người khác biệt, giới tính khác biệt, thời điểm chế. Thuốc cũng có phân chia đối đãi. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Huyền lo lắng, có người trước thời hạn nhớ kỹ đặc thù cùng với phương pháp trị liệu của những bệnh nhân này, trực tiếp máy móc, hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy. Cường giả thần giới, dù trí nhớ mạnh mẽ, nhưng chứng bệnh trong ngàn năm, trên vạn năm không biết bao nhiêu, lại thêm tư liệu lịch sử thiếu hụt, muốn hoàn chỉnh điều tra, ghi nhớ, khẳng định không dễ dàng như. Vậy, thậm chí có thể nói, tuyệt đối không thể. Liêu Tân nói. Nếu biết quy tắc, vậy thì bắt đầu đi. Quy tắc chính là xem bệnh cho những hư ảnh này, mỗi khi trải qua một bước, viết xuống bản thân phỏng đoán, viết xong phương thuốc, đưa tới trong tay đối phương, một khi phương thuốc và phương án tương đồng, chứng bệnh của hư ảnh sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, xuất hiện sai lầm, cũng sẽ xuất hiện kết quả đối ứng. Trương Huyền gật đầu, bàn tay đưa vào y đạo thạch, nhẹ nhàng đụng một cái, 10 hư ảnh ở phía trên quả nhiên thay đổi. Trở nên hoàn toàn khác biệt trước đó. Bắt đầu. Kèm theo lời nói, hai vị y sư đưa tới giấy bút, Liêu Tân đi vào trước mặt hư ảnh, nhìn kỹ qua. Làm y sư, nhìn là bước đầu tiên, thông qua quan sát bệnh nhân, thần, sắc, hình, trạng thái, biết tình huống biến đổi bệnh lý trong cơ thể. Thấy hắn đi qua một bên, Trương Huyền đi một bên khác. Rất nhanh quét xong, trong lòng đã suy đoán ra được 8-9 phần 10. Đi vào vị trí chính giữa, thở nhẹ một tiếng. Thiếu hụt. Hô 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 hô. Trong đầu nhiều ra 10 bản thư tịch. Tuy chỉ bằng vào bước đầu tiên, đã suy đoán ra nguyên nhân bệnh cùng chứng bệnh của 10 người, nhưng vẫn không yên lòng, dùng thư viện thử một chút, nhìn xem có phải giống như mình suy đoán hay không. Dính dáng đến mau chóng đi Linh Nguyên Thiên, tìm kiếm Lạc Nhược Hy, hắn không muốn tiếp tục trễ nải nữa. Mặc dù trước mắt xuất hiện là hư ảnh, nhưng dính dáng chứng bệnh, thư viện quả nhiên đưa ra bệnh nhân xuất hiện thiếu hụt, rất mau nhìn một lần, giống như mình suy đoán 8-9 phần 10, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y thuật thần giới, dù nhìn không nhiều, nhưng ở danh sư đại lục là cao thủ y đạo cường đại nhất, nghiên cứu đến cốt tủy. Lúc này chỉ cần rõ ràng thần linh và người bình thường chênh lệch, cùng với các loại dược liệu dược lực khác biệt ở danh sư đại lục, liền có thể triệt để dung hội quán thông hai loại kiến thức. Trong đầu thôi diễn một phen, ngồi tại nguyên chỗ, tính toán kết quả, viết ra, rất nhanh viết xong. Được rồi, ta hoàn thành. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Hoàn thành. Lúc này mới bao lâu? 10 phút, 8 phút, hơn nữa còn viết xong. Ngắn như vậy xác định toàn bộ chứng bệnh của 10 người, hơn nữa viết ra phương thuốc. Không phải nói đùa chứ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Xem bệnh, là cứu người. Tuy không có thời gian, cũng không đến 10 phút đồng hồ, 10 nghi nan tạp chứng ở trong lịch sử y đạo cũng có thể. Kể đến, không chỉ xác định, ngay cả phương thuốc cũng viết ra. Xác định không phải đang nói đùa.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, lần nữa nhìn về phía Lưu Tân hội trưởng, chỉ thấy hắn xoa lông mày, đứng ở trước bệnh nhân thứ nhất, vừa hỏi thăm xong, đang bắt mạch. Lại qua phút chốc, lúc này mới lấy ra giấy, viết ra chứng bệnh và phương thuốc bản thân xác định. Làm xong những cái này, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thấy Trương Huyền vậy mà dừng lại, nhíu mày. Đừng chậm trễ thời gian, dưới tình huống giải quyết bệnh chứng đồng dạng, thời gian nhanh là sẽ chiến thắng. Vừa rồi chỉ lo nghiên cứu bệnh nhân, không để ý động tác của thanh niên này. Nói xong, đang định tiếp tục xem bệnh nhân thứ hai, chỉ thấy những người khác đều im lặng nhìn qua. Thế nào? Nhìn không được hỏi. Hội trưởng, hắn đã xác định xong chứng bệnh, hơn nữa viết xong phương thuốc, người vẫn là động tác nhanh lên một chút đi. Vương Phi lúng túng nói. Hết chương 3823. Chương 3824. Lưu Tân hội trưởng thua. Phương thuốc cũng viết ra. Lưu Tân ngẩn ngơ. Lúc này hắn mới nhìn một bệnh nhân, người làm xong 10 cái. Lắc đầu, đối với người thanh niên này, càng thêm không coi trọng. Xem bệnh không phải thêu hoa, không phải luận võ, dính dáng đến tuổi tác, thực lực, bệnh án trước kia của bệnh nhân, dùng thuốc xuất hiện một chút sai lầm, cũng vô cùng có khả năng dẫn đến không thể nghịch biến hóa, cuối cùng thất bại. Nhìn, nghe, hỏi, cắt, chưa làm hết liền kê đơn. Bác sĩ thú y sao? Xem như bác sĩ thú y, không bắt mạch, cũng phải hỏi thăm chứng bệnh của chủ nhân chứ. Trong lòng cảm thấy vị này quả thực không đáng tin cậy, nên không quản nhiều, Lưu Tân tiếp tục nghiên cứu bệnh nhân trước mắt. Một canh giờ sau, 10 bệnh nhân toàn bộ nghiên cứu xong, hơn nữa mở ra phương thuốc. Xoa xoa mi tâm, đưa phương thuốc tới. Kiểm tra đi. Vương Phi phó hội trưởng đi vào trước mặt, lấy ra tờ giấy thứ nhất, nhẹ. Nhàng mở ra. Mọi người nhìn, chỉ thấy phía trên viết 5 chữ nghi ngờ ma yểm chứng. Đây là hắn thông qua quan sát, cho ra kết luận với bệnh nhân thứ nhất. Ngay sau đó tờ thứ hai, tờ thứ ba, đều là kết quả này. Đến tờ thứ tư bắt mạch, kết quả bị lật đổ. Đây là mộng ma chứng, không phải ma yểm chứng, phương thuốc. Ma yểm chứng là một loại chứng bệnh dằn vặt tinh thần người, người bệnh ngủ, thường xuyên gặp ác mộng, cảm giác bị ác ma quấy nhiễu, dần dà không cách nào tự kiềm chế. Thực ra đây là một loại biểu hiện tẩu hỏa nhập ma, tinh thần nhận lấy tổn thương, chỉ cần tu luyện linh hồn nhiều một chút, không cho mình áp lực, liền có thể giảm bớt. Loại bệnh trạng này, bất luận từ nơi nào nhìn, đều hoàn toàn tương đồng, khác biệt duy nhất là, cái trước chỉ cần ngủ là có thể phát sinh, chỉ làm cho người tinh thần suy yếu, không nguy hiểm đến tính mạng. Mà cái sau, nhất định phải ngủ say mới được, hơn nữa một khi rơi vào trong đó, rất dễ dàng ngủ như chết, không cách nào tỉnh lại. Thông qua miêu tả, cả hai chứng bệnh thể hiện hầu như hoàn toàn tương đồng, trừ khi bắt mạch, cảm ứng được lực lượng trong cơ thể biến hóa, nếu không căn bản không phân biệt được. Câu trả lời hoàn mỹ. Vương Phi phó hội trưởng gật đầu. Y sư chẩn bệnh. Bước đầu tiên nhìn, chỉ có thể có phán đoán sơ bộ, không có khả năng trực tiếp xác định, nói trắng ra là, 4 bước là một quá trình bài trừ rất nhiều chứng bệnh. Lưu Tân hội trưởng chính là dùng loại phương pháp căn bản nhất này, xác định ổ bệnh, tìm được nguyên do, từ đó một lần giải quyết. Cầm phương thuốc đặt ở trên tay hư ảnh. Vù! Sau một khắc, hư ảnh giống như dùng dược vật, vẻ mặt cùng tinh thần đều khôi phục, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ nói rõ một nguyên nhân. Dùng đúng thuốc. Lưu Tân hội trưởng vuốt râu, thỏa mãn gật đầu. Mặc dù nhiều năm không tỉ thí y đạo, thoạt nhìn bản thân bảo đao chưa lão, bệnh nhân thứ nhất liền lấy hoàn mỹ kết thúc. Quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Hắn muốn nhìn vị này, không đến 10 phút đồng hồ viết ra đáp án, đến cùng là cái gì? Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, xòe bàn tay ra. Ra hiệu kiểm tra phương thuốc mình viết. Vương Phi mở ra, nhíu mày. Mọi người nhìn lại, tất cả đều cổ quái. Phía trên này không có viết tên bệnh. Là không có chẩn đoán ra được sao? Không có chẩn đoán được, không thể hốt thuốc A. Cái này không rõ ràng. Mở ra, trên giấy viết từng dược vật, lại không ghi chú rõ đối phương đến cùng bệnh gì. Hơn nữa phương thuốc của hắn có chút không giống Lưu hội trưởng. Không phải có chút, là hoàn toàn khác biệt.
Lưu hội trưởng đáp án hoàn mỹ, vừa khéo có thể chữa bệnh, hắn không giống, xem ra đã thất bại. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Vị Trương Huyền này, quả nhiên chỉ là luyện đan sư, cách y sư còn kém rất xa. Không có đánh giá ra chứng bệnh của đối phương thì thôi, phương thuốc cũng không mở đúng, may mắn chỉ là bệnh nhân giả, nếu thực, có thể sẽ bị trị chết. Còn cần tiếp tục nữa không? Vương Phi mặt không hề cảm xúc nhìn qua. Trận đầu đều thua, tiếp tục nữa, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Người ý tứ, là ta thua. Trương Huyền sững sờ. Đây không phải rất hiển nhiên sao? Vương Phi nói. Người có thể đặt phương thuốc ở trên người hư ảnh thử một chút. Trương Huyền cũng không nói nhiều. Lưu hội trưởng lấy phương thuốc đi, hư ảnh lần nữa khôi phục hình dáng bệnh nặng, có thể tiến hành đo lường lần thứ hai. Tự làm mất mặt, thấy lưu cho đối phương mặt mũi, lại còn không biết tốt xấu như vậy, Vương Phi lắc đầu, bàn tay run lên, phương thuốc bay đi. Bù! Phương thuốc rơi vào trên hư ảnh, nguyên bản sắc mặt suy yếu thoạt nhìn vàng như nến, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thời điểm mọi người ở đây cảm thấy tên này khẳng định sẽ bị trị chết, đột nhiên một hồi nổ vang, khí tức trên người hư ảnh bạo tăng. Ngay sau đó chậm chạp hạ thấp, lực lượng ổn định. Không chỉ thân thể khôi phục khỏe mạnh, vẻ mặt còn càng thêm hồng nhuận và mạnh mẽ. Đây là, linh hồn đột phá. Dược liệu của hắn không chỉ có chữa khỏi bệnh, còn để người bệnh đột phá. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Ngay cả Lưu Tân hội trưởng cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn chữa bệnh, chỉ là trị liệu đau đớn, đối phương không những từ trên căn bản giải quyết, còn hóa thế yếu thành ưu thế, một lần để người bệnh đột phá. Phương thuốc như vậy, đã không phải hoàn mỹ, mà là vượt xa hoàn mỹ, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Không chỉ như vậy, phương thuốc của Trương Đan Sư, tất cả dược liệu không quá hy hữu, tiệm thuốc phổ thông cũng có thể gom góp, hơn nữa giá cả không cao. Ngao Hoa đột nhiên nói, trên đường tới, đã được Trương Huyền bàn giao, không nên gọi tiên tổ, chỉ gọi Trương Đan Sư. Người sau tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận chân long. Thực ra không phải không muốn bại lộ, mà là sợ bị người Vân Ly Thiên kiểm tra. Đúng vậy. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, lần nữa nhìn về phía phương thuốc, từng cái tràn đầy hừng hực. Toa thuốc này, không chỉ có thể giải quyết chứng bệnh, để tu luyện giả. Mượn cơ hội đột phá, mấu chốt nhất là, những dược liệu này tiện nghi, dễ bán, chi phí rẻ tiền. Thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng, không thể đánh giá. Dược vật càng dễ dàng mua, càng có thể cứu người, một khi dược vật chân quý nhiều, trong thời gian ngắn tìm không thấy, mặc dù có phương thuốc thì có ích lợi gì. Phương thuốc này của ngươi, tại sao có thể có hiệu quả như thế? Qua nửa ngày mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, Lưu Tân nhìn không được mở miệng. Một phương thuốc, không chỉ chữa bệnh, còn có thể để cho người ta đột phá, đến cùng làm sao làm được. Bệnh chứng này, nói trắng ra không phải mộng ma chứng, cũng không phải ma yểm chứng, mà là chúng một loại kịch độc để cho người ta ảo ảnh. Trương Huyền nói, cho nên cẩn thận nói ra, không tính bệnh, nên không có viết tên bệnh. Chúng độc, Lưu Tân khó tin, rõ ràng là tất cả triệu chứng của chứng ác mộng. Thông qua nhìn, nghe, hỏi, cắt, hắn phán đoán chuẩn xác không sai, dùng thuốc, đối phương cũng khỏe, sao lại là chúng độc. Trương Huyền giải thích nói, là có điểm giống chứng ác mộng, nhưng loại bệnh này, tổn thương chỉ là linh hồn, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, đối với chân khí và thân thể, ảnh hưởng lại không tính quá lớn. Người trước mắt này, không chỉ tinh thần yếu bớt, thân thể cũng xuất hiện khô vàng. Tựa như cỏ dại mùa thu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến cuối cùng của sinh mệnh. Từ điểm đó nhìn, hiển nhiên cơ năng trong thân thể cũng xuất hiện vấn đề. Thần linh bất luận thân thể hay chân khí đều rất cường đại, cái trước mắt này là thiên thần hạ phẩm, tự nhiên mạnh hơn, loại tình huống này cũng sẽ như vậy, chứng ác mộng đơn thuần đã không nói được. Cho nên ta phán đoán có phải có độc hay không, mà loại tình huống này, vừa vặn phù hợp mấu chốt của chứng ác mộng. Ta lại quan sát ra người này là tu sĩ ở vọng nhạc phong của bất tử thiên, mà ở trong đó, nhiều nhất chính là ác mộng xà, nhất định là người này ra ngoài gặp phải biến cố, bị rắn độc cắn bị thương. Phương thuốc chứng ác mộng bình thường, tuy có thể giảm bớt, lại không cách nào trị tận gốc,
trong thời gian ngắn nhìn bình thường, nhưng mỗi 2 năm sẽ nổi giận một lần, sau 5 lần kịch độc chảy qua toàn thân, không người có thể cứu chữa. Bốn phía, tất cả đều nghe giống như thiên thư, con mắt không ngừng nháy. Ngươi, thật sự là đến khám bệnh. Hư ảnh này sao chép đối tượng, cũng không biết chết bao nhiêu năm, hài cốt hóa thành bùn đất, ngươi làm thế nào thấy được hắn là tu sĩ ở vọng nhạc phong của bất tử thiên. Dường như ngươi chỉ liếc mắt nhìn, cũng không hỏi thăm. Liêu Tân tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía hư ảnh trước mắt, hỏi. Ngươi ở nơi nào? Hoàn cảnh nơi ở, có đôi khi cũng là nguyên nhân bệnh, giống như Tề Linh Nhi trước đó, cho nên thiết kế hư ảnh có thể trả lời. Bất tử thiên, vọng nhạc phong. Hư ảnh nói. Cái này. Nghe được đáp án xác thực, tất cả mọi người đồng thời chấn động. Đây cũng không phải là kinh ngạc, mà là kinh dị. Chỉ liếc mắt nhìn, một người bình quân không đến một phút, chẩn đoán được chứng bệnh chuẩn xác không nói, còn thiết kế được, làm cho đối phương đột phá, càng nhìn ra chỗ ở của hắn. Làm sao làm được? Bất tử thiên, chỗ phía nam, khí trời nóng bức ẩm ướt, điểm ấy tự ăn mặc có thể thấy được. Biết nghi ngờ của bọn hắn, Trương Huyền giải thích. Mọi người nhìn lại, quả nhiên phát hiện, hư ảnh này mặc quần áo khá là mát mẻ, thoáng khí, chống nước. Thường xuyên nhận khí hậu ẩm ướt tẩm bổ, làn da người phương Nam lộ ra non mịn, trở nên trắng trẻo, người phương Bắc khô hanh thô ráp, cái này cũng có thể phân biệt một ít. Trương Huyền tiếp tục nói. Đương nhiên, cái này cũng không phải quan trọng, mà mặc kệ là chứng ác mộng hay trúng độc, hắn bị thương tổn là linh hồn, cái trước mà nói, linh hồn nhất định thống nhất bị tổn thương, không phân khác biệt. Mà người sau, vị trí trúng độc khẳng định thương thế càng nặng. Cẩn thận quan sát liền có thể phát giác linh hồn của hắn phân bố không đều đặn, thông qua cái này, suy tính ra trúng độc thậm chí vị trí trúng độc, đã rất đơn giản. Thì ra là thế. Mọi người mới chợt hiểu ra, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy khó tin và khâm phục. Vốn cho rằng là tay mơ, nằm mơ cũng không nghĩ đến lại là vương giả, hơn nữa còn là vương giả cao cao tại thượng, đỉnh phong nhất. Tiếp tục đi. Giải thích xong cái thứ nhất, còn lại liền đơn giản, Liêu Tân hội trưởng cho đáp án, cũng toàn bộ chính xác, nhưng so sánh với Trương Huyền, còn kém không ít. Người sau mỗi một phương thuốc, đều không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể giúp người đột phá. Có thể nói, ăn thuốc này vào, không chỉ bệnh nhận được khỏi hẳn, tu vi còn có thể bởi vậy được lợi. 10 phương thuốc, vậy mà tất cả đều hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Ta thua. Liêu Tân cười khổ. Tâm phục khẩu phục. Hết chương 3824. Chương 3825. Cân nhắc kiêm pháp. Vốn nghĩ y thuật của đối phương khẳng định kém xa mình, giờ phút này mới hiểu được, y thuật của mình so sánh với đối phương, quả thực chính là đom đóm so với ánh trăng. Hoàn toàn không phải một khái niệm. Nếu nhận thua, ta có được tư cách sử dụng đại na di truyền tống trận không? Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, có điều không thể gấp, ta thừa nhận còn không được, còn cần báo chuyện này lên, tiếp đó mới có thể trao tặng cho ngươi, chậm nhất xế chiều hôm nay, lệnh phù hẳn có thể đến trên tay ngươi. Liêu Tân giải thích, tuy vị trước mắt này thông qua khảo hạch thần vương tiềm lực bảng, y thuật cũng vượt qua mình, nhưng nhất định phải báo tin tức lên chứ. Thiên, tạo ra lệnh bài, mới có thể đi vào truyền tống, nếu không vẫn không được. Tốt, đã chậm trễ lâu như vậy, cũng không quan tâm nửa ngày, Trương Huyền gật đầu, không nói thêm lời, cùng Tề Linh Nhi xoay người rời khỏi. Bọn họ đi rồi, gian phòng nhất thời an tĩnh lại. Ngao Hoa, hắn thật dùng thân thể đánh bại ngươi. Liêu Tân nhìn không được nhìn qua. Vâng. Ngao Hoa gật đầu. Thân thể vượt qua ngươi, luyện đan để phù giang thần phục sát đất, y thuật càng ảo diệu vô song, ta cũng xa xa không kịp. Thiên hạ thật đúng là tàng long ngọa hổ. Liêu Tân than thở. Vốn cho rằng lần này tới U Hồn Thiên có thể đại khai sát giới, hành hạ. Đối phương tơi bời hoa lá, từ đó xác lập uy danh bất diệt, nằm mơ cũng không ngờ tới, người y sư công hội của đối phương còn không thấy, cũng đã thảm bại rối tinh rối mù. Mình cũng không phải đối thủ, những người khác càng không cần nghĩ, thua sẽ chỉ càng nhiều. Trở về đi. Liêu Tân có chút buồn bã. Tỷ thí với y sư công hội ở U Hồn Hoàng Thành, không so nữa sao?
Vương Phi sửng sốt. Chỉ cần vị Trương y sư này là người u hồn thiên, coi như chúng ta thắng đối phương, cũng không vẻ vang, đã như thế, còn không bằng hào phóng một chút. Liêu Tân nói, lần này tới u hồn thiên mục đích rất đơn giản, khai hỏa tên tuổi của y. Sư công hội ở Vân Ly Thiên, kết quả cường trung tự hiếu cường trung thủ, coi như y sư công hội của đối phương không mạnh hơn đám người mình lại thế nào. Chỉ cần có Trương Huyền, bọn họ vẫn là thua. Chờ mất mặt, còn không bằng coi như thôi. Được. Rõ ràng đạo lý này, mọi người đồng ý. Y sư công hội của U Hồn Thiên. Chúc mừng Triệu Sung y sư. Trải qua mấy vòng y sư tỉ thí, cuối cùng xác định danh sách 5 người cuối cùng, Triệu Sung y sư. Dù trước đó danh khí không hiện, y thuật lại mạnh mẽ, một phen thao tác, làm cho tất cả mọi người bội phục không thôi. Triệu Sung y sư vốn là lợi hại, tự nhiên không phải người luyện đan kia có thể so sánh. Đúng vậy, vị Trương Huyền này, luyện đan lợi hại, ta thừa nhận, y thuật nha. Ha ha, khác nghề như cách núi, may mắn không có để hắn so, nếu không mất mặt khẳng định mất quá trớn. Nhìn thấy Triệu Sung biểu hiện, mọi người nhớ tới trước đó vị Trương đan sư kia không biết trời cao đất rộng, tất cả đều nở nụ cười. Luyện đan lợi hại có ích lợi gì? Y sư không phải luyện đan. May mắn không có để tên này lên, nếu không chẳng phải chuyện cười y. Sư công hội bọn họ cái gì cũng phái đi ra tỉ thí. Đang cảm xúc, mọi người chỉ thấy một trung niên vội vã vọt vào. Tôn Tuyền hội trưởng nhíu mày. Thế nào? Trung niên vội nói. Y sư của Vân Ly Thiên đi hết rồi. Đi, có ý tứ gì, bọn họ không so. Tôn Tuyền hội trưởng ngẩn ngơ. Đối phương sát khí hừng hực đến, làm sao còn chưa bắt đầu tỉ thí liền lui về sau. Bọn họ nói, trung niên nuốt ngụm nước bọt. Tài nghệ không bằng người, lưu lại sẽ chỉ tăng thêm trò cười, chờ bản thân chịu nhục, còn không bằng trước thời hạn rời khỏi. Tài nghệ không bằng người, có ý tứ gì? Tất cả mọi người bối rối. Đây không phải là còn không có so sao? Làm sao liền biến thành tài nghệ không bằng người? Vừa rồi một vị y sư của U Hồn Thiên chúng ta, đến chỗ ở của bọn họ, nhẹ nhõm đánh bại Liêu Tân hội trưởng, cũng để tất cả mọi người khuất phục. Cho nên bọn họ mới chủ động nhận thua. Trung niên đã hỏi thăm xong tin tức, biết không ít. Có người khiêu chiến, hơn nữa thắng Liêu Tân hội trưởng. Y thuật của Liêu Tân hội trưởng, trong cửu thiên đều được cho khá cao a. Đúng vậy, y thuật có 102 thiên hạ, dù sao ta là kém xa tít tắp. Lại bị một y sư nhẹ nhõm đánh bại. Một hồi xôn xao, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, một y. Sư nhìn không được mở miệng. Trong hoàng thành, y sư đăng ký toàn bộ ở đây, không có một người rời đi, là ai vượt qua hắn. Vừa rồi ta chuyên môn hỏi thăm tin tức, hình như vị y sư này gọi. Suy tư phút chốc, trung niên vỗ trán một cái. Gọi, Trương Huyền. Trương Huyền. Vị luyện đan sư trước đó bị chúng ta đuổi đi kia. Chúng ta nói hắn không có tư cách trở thành y sư, kết quả. Hắn tỉ thí y đạo vượt qua Liêu Tân hội trưởng. Cái này không phải thật à. Tất cả mọi người đồng thời bối rối, khuôn mặt từng cái giống như bị. Người quất mấy bạt tai. Vừa nói một người luyện đan, còn muốn khảo hạch y sư, nằm mơ cũng không nghĩ đến, y thuật của người ta không chỉ vượt xa mọi người. Còn đánh bại dễ dàng Liêu Tân hội trưởng. Khóe miệng Tôn Tuyền co giật, hận không thể có một cái lỗ chui vào. Luyện đan sư hắn không coi trọng, lại có loại y thuật này. Rõ ràng là cơ hội tốt để học tập, lại bỏ qua như thế. Không quan tâm y sư công hội của U Hồn Hoàng Thành buồn bực và khó chịu, lúc này Trương Huyền nhìn lệnh bài trên bàn, con mắt sáng lên. Đây là lệnh phù đại na di truyền tống trận. Không đến buổi chiều, liền có người đưa thứ này tới. Lớn chừng bàn tay, phía trên điêu khắc phù văn đặc thù, càng có ý niệm to lớn chìm đắm trong đó, để cho người ta nhìn thời gian lâu dài, sẽ lòng sinh sợ hãi. Cái phù văn này, là cường giả đế quân tự mình điêu khắc, có thể chống cự không gian bão táp trong đại na di truyền tống trận. Ánh mắt Tề Linh Nhi lộ ra hâm mộ, giải thích một câu. Cho dù thân là hạch tâm Tề gia, lại nắm trong tay quyền thế cực lớn, loại lệnh bài cấp bậc này, cũng không phải nàng có tư cách thu được. Nắm giữ thứ này, đi vào chư thiên khác,
chẳng qua mấy hơi thở mà thôi, chỉ cần tiền bạc đủ, hoàn toàn có thể tùy ý ngao du ở trong cửu thiên. Trương Huyền gật đầu. Những phù văn này liếc mắt nhìn liền biết, không đơn giản, có lẽ liên quan đến đế quân. Được rồi, người tiếp tục an bài bán ra phá trướng đan và mỹ dung đan, tận lực mở rộng ảnh hưởng, để Tôn Cường chăm sóc cha mẹ ta, chỉ cần đột phá tu vi, cần bất kỳ tài nguyên gì cũng không cần keo kiệt. Trương Huyền bàn giao. Đi Linh Nguyên Thiên tìm Lạc Nhược Hy, vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm, cho nên không thể mang đám người cha mẹ, trước ở lại chỗ. Này cố gắng tu luyện. Trải qua cường giả kiếm lư chỉ điểm, hai người bọn họ hiểu kiếm thuật cũng càng ngày càng mạnh, mượn cái này, tu vi cũng một ngày ngàn dặm, lại thêm Trương Huyền cung cấp vô tận tài nguyên, phá trướng đan, mỹ dung đan giống như đường đậu tùy ý ăn, hai người đã thành công trùng kích thiên thần cảnh. Đợi một thời gian, xung kích càng cao, cũng không phải không có khả năng. An bài xong tất cả, Trương Huyền không chần chừ quá nhiều, xác định được vị trí đại na di truyền tống trận, ngồi thần thú phi hành tự mình bay đi. Chỉ cần người Tề gia vẫn hiểu lầm bản thân là đế quân, liền khẳng định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ, đám người cha mẹ, Tôn Cường sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ngược lại đi theo mình, nguy hiểm càng lớn. Công hiệu và giá cả của Mỹ Dung Đan và Phá Trướng Đan, khẳng định đã sớm đưa tới không biết bao nhiêu người hâm mộ, không rời U Hồn Hoàng Thành còn tốt, một khi rời khỏi, đoán chừng sẽ có vô số ánh mắt nhìn qua. Cho nên thoạt nhìn là thông qua Đại Na Di truyền tống trận, trực tiếp đi vào Linh Nguyên Thiên, nhưng trên đường đi nhất định sẽ không dễ. Dường như tưởng tượng, ngồi ở trên lưng thú, hai mắt nhắm nghiền, điều chỉnh trạng thái. Đại Na Di trận pháp có thể Na Di cường giả chư thiên, cho dù người có tư cách sử dụng cũng cần khảo hạch, nguy hiểm nặng nề, cho nên trận pháp này không ở trong hoàng thành, mà thiết lập ở trên một ngọn núi cách hoàng thành hơn trăm dặm, có trọng binh canh gác. Nói cách khác, muốn đi vào truyền tống trận này, trước hết phải rời hoàng thành, đoạn khoảng cách này liền rất có khả năng trở thành chỗ phục kích của người khác. Trường khống phá trướng đan và mỹ dung đan, thì tương đương với nắm trong tay một túi tiền to lớn, không có khả năng không làm cho người ta điên cuồng. Khoảng cách rời khỏi phạm vi thành trấn còn có một phút thời gian, vừa vặn nghiên cứu kiếm pháp thiên thần cảnh. Trương Huyền rơi vào suy nghĩ. Thời gian đột phá thiên thần cũng không dài, vẫn luôn vì hỏi thăm tin tức của Lạc Nhược Hy, cố gắng tăng cao tu vi, không có thời gian cảm ngộ kiếm pháp, lúc này nhàn rỗi, vừa vặn có thể thử một chút. Lĩnh ngộ loại kiếm pháp vượt qua thiên đạo này, nhất định phải thân ở trong thần giới, nói cách khác Xuân Thu Đại Điển trong thư viện, cho dù thời gian tăng tốc gấp một vạn lần, cũng không thể có nửa phần tăng thêm. Công pháp Thiên Nhược Hữu Tình, tầng thứ nhất tình nghĩa chủ tớ, kiếm pháp Tâm Tự Song Ti Võng, Trung Hữu Thiên Thiên Kết. Tầng thứ hai, tình nghĩa huynh đệ, Di Di huynh đệ tình, Vị Vị phó ngự lực, kiếm pháp Khởi Vi Xá Du Quan, Can Tràng Hiếu Tư Kích. Tầng thứ ba, tình nghĩa thầy trò, Lạc Hồng Bất Thị Vô Tình Vật, Hóa Tác Xuân Nê Canh Hộ Hoa. Từ khi lĩnh ngộ ra con đường tu luyện của mình, từng tầng pháp quyết tu luyện, cùng với kiếm pháp trong đầu, không ngừng khuấy động quanh quẩn. Tựa như một bức tranh, chậm chạp mở ra, phía trên ghi chú tình cảm mênh mông. Có để cho người ta kích động, có để cho người ta hạnh phúc, có để cho người ta kinh hoàng, có để cho người ta đau lòng. Ngũ vị tạp trần, đủ loại tình cảm, khích lệ người không ngừng tu luyện, không ngừng tiến lên. Ưa thích, yêu quý, là tình cảm. Chán ghét, căm hận, là tình cảm. Vui vẻ, đau khổ, là tình cảm. Chỉ cần là sinh mệnh, người người đều không thể trốn khỏi tình cảm, mà không có sinh mệnh mà nói, ý nghĩa tồn tại của thiên đạo cũng không còn. Cho nên Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão. Thiên đạo có thể sẽ bị phá hủy, nhưng tình cảm, chỉ cần tồn tại sinh mệnh, thì nhất định sẽ tồn tại. Tình nghĩa thầy trò, là người thân, cũng là người thừa kế. Để cho người ta khuấy động lòng dạ, không cách nào từ chối. Ta hiểu. Trong lòng hơi động, một cảm giác hiểu ra xuất hiện ở trong óc, đang muốn thôi diễn ra kiếm pháp, liền cảm thấy lông tơ toàn thân nổ lên, bàn chân bỗng nhiên đạp một bước. Bành! Thần thú phi hành dưới chân đột nhiên nổ tung, mất đi tọa kỵ, cả người lập tức từ không trung rơi xuống. Hết chương 3825. Chương 3826. Đối chiến thần vương 1.
Có người đánh lén. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới là một khu rừng rậm rạp, kiến trúc to lớn của U Hồn Hoàng Thành ngay ở sau lưng không tới 5 dặm. Nói cách khác, vừa rời Hoàng Thành, liền có người kìm nén không được, động thủ với hắn. Sử dụng đại na di truyền tống trận rời khỏi, không nói cho bất luận kẻ. Nào, người biết chuyện chỉ có Tôn Cường, Tề Linh Nhi, như vậy cũng có thể trước thời hạn mai phục, xem ra nhất cử nhất động của mình, đã sớm ở trong giám thị của người khác, Mỹ Dung Đan, quả thực để cho người ta điên cuồng. Thân thể rơi tốc độ càng lúc càng nhanh, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy 6 thần thú phi hành gào thét lao đến, trên mỗi con đều đứng một người mặc áo đen, tay cầm trường thương đuổi sát tới. Thần thú phi hành của mình là bị đối phương đánh lén chém giết. Thần giới, không có đến thần vương cảnh, là không thể tự chủ phi hành, hiện tại mặc dù Trương Huyền là thần linh thượng phẩm đỉnh phong, có thể xưng vô địch dưới thần vương, nhưng muốn không thông qua thần thú phi hành, tự chủ xoay quanh ở trên trời vẫn không làm được. Xem ra trước khi nghiên cứu kiếm pháp, nhất định phải học được phi hành. Loại thực lực này của hắn, lại có kinh nghiệm ở danh sư đại lục cùng thượng thương, học được phi hành không khó lắm, nhưng sau khi tu vi đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, tiến hành khảo hạch y đạo, kết thúc không bao lâu đến nơi này, một mực không có thời gian. Hiện tại thần thú phi hành vẫn lạc, lại không học được, từ địa phương cao như vậy rơi xuống, không chết cũng gần như tổn thất hơn phân nửa sức chiến đấu, đến lúc đó, lại đối mặt vây công, muốn chiến thắng chỉ sợ. Không dễ dàng như vậy. Ầm ầm. 6 người đồng thời đâm nhanh, thương mang gào thét, hàn khí bay thẳng tới. Lại là 6 thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Hơn nữa vừa ra tay liền dùng hết toàn lực. 6 đạo thương mang, phối hợp tốc độ của thần thú phi hành, không tiếp, né tránh không kịp, đón đỡ, sẽ bị xung kích làm tốc độ rơi càng nhanh. Tuy sau khi luyện thể, cảm giác năng lực khôi phục của thân thể tăng lên không ít, nhưng thời khắc nguy cấp cũng không dám mạo hiểm. Ngộ nhỡ không tiếp nổi, thật sự treo thì sao? Hết cách rồi, chỉ có thể như vậy. Thấy thương mang và mặt đất cách mình càng ngày càng gần, Trương Huyền nhắm mắt lại. Thấy động tác của hắn, trên đầu 6 người tấn công đồng thời toát ra dấu chấm hỏi. Như vậy liền cam chịu số phận. Cũng nên phản kích một chút a hát. Chúng ta sớm chuẩn bị sách lược một chút cũng không có tác dụng. Sẽ xấu hổ. Không để ý tới biểu lộ của mấy người, tinh thần của Trương Huyền đắm chìm trong Xuân Thu Đại Điển. Tuy thời gian khẩn trương, nhưng ít nhất còn phải 2 giây mới có thể rơi xuống, chuyển đổi thành thời gian ở trong Xuân Thu Đại Điển, chính là 2 vạn giây, 5 giờ rưỡi. Đủ để hắn lĩnh ngộ kỹ xảo phi hành, có lẽ có thể phi hành được. Sở dĩ có lực lượng như vậy, là bởi vì lúc ở danh sư đại lục học tập một bộ võ kỹ tên Hồng Trần Đạp Thiên Bộ. Bộ võ kỹ này, để hắn ở hóa phàm một tầng liền nhẹ nhõm phi hành, hiện tại thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, lực lượng dồi dào, so với thần vương phổ thông cũng không hề yếu, chỉ cần hắn sửa chữa phù hợp thể chất hiện tại, bay lên không khó lắm. Tinh thần khẽ động, công pháp Hồng Trần Đạp Thiên Bộ bay ra. Chính xác, ở thần giới nhìn qua tất cả công pháp, bí tịch toàn bộ giao hòa. Một bản bí kỹ mới tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngón tay điểm một chút, kiến thức chảy vào trong óc. Xem ra công pháp của thần giới và danh sư đại lục, không thể dễ dàng nhập làm một. Còn tưởng như vậy có thể hình thành thiên đạo công pháp, để mình nghiên cứu, hiện tại xem ra nghĩ quá đơn giản. Thiên đạo của hai thế giới không giống nhau, thân thể, kinh mạch của tu luyện giả cũng hoàn toàn là hai loại khái niệm, căn bản không có cách tương dung. Chỉ có thể để bộ công pháp này dựa theo thể chất của mình bây giờ, tiến hành sửa chữa. Áo nghĩa công pháp không ngừng chảy xuôi ở trong đầu, từng lần một cân nhắc, không biết qua bao lâu, một bộ pháp quyết mới hiện lên ở trong đầu. Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, sử dụng lực lượng trong cơ thể, đối kháng lực hút mặt đất, nghe đơn giản, nhưng trên thao tác lại hết sức phức tạp, không thể có điểm sai lầm và sơ suất. Đổi lại bình thường, cho dù phù hợp thân thể, muốn bay lên cũng không dễ dàng như vậy, nhưng trước kia Trương Huyền tu luyện qua, lĩnh ngộ. Bộ pháp quyết này hòa vào cốt tủy, lần nữa sử dụng, thuận buồm xuôi gió giống như trước đó. Lực lượng vận chuyển ở trong người một vòng, quả nhiên không khí bốn phía giống như nhận lấy khống chế, bỗng nhiên mở mắt. Lúc này cách mặt đất chỉ kém không đến 10 mét.
Thấy trường thương vẫn theo đuổi không bỏ, cũng không vì mình lập tức rơi ở trên mặt đất liền ngừng công kích, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lông mày nâng lên, trong ánh mắt lộ ra thần uy cực mạnh, cùng thời khắc đó, một thanh âm theo cổ họng phát ra. Hồng, thiên long bát âm, thanh âm chân long của long tộc, tuy đối với những thú tộc khác hiệu quả không cường đại như có ẩn chứa huyết mạch long tộc, nhưng sẽ để tâm thần khuấy động, không dám chống lại. Mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng bây giờ cách mặt đất rất gần, xuất hiện bất kỳ một chút sơ sẩy, cũng khó mà vãn hồi. Làm xong những cái này, Hồng Trần đạp thiên bộ vận chuyển, chân trái dẫm lên MU bàn chân phải, bỗng nhiên đạp một cái, cả người như con lươn, dán chặt lấy mặt đất, chạy trốn ra khỏi thương mang của sáu người, sau một khắc, lơ lửng ở trên không trung cách đó không xa. Hắn loại bỏ lực lượng hạ xuống, bay lên. Sáu đại cao thủ cùng thần thú dưới thân bọn hắn đuổi sát không buông, thì không có may mắn như thế, lại thêm vừa bị thiên long bát âm chấn váng đầu chóng mặt, vừa mới tỉnh táo lại, chỉ thấy thân thể đã cách mặt đất không tới một mét. Bành, 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 bành. Sáu tiếng vang trầm, sáu cao thủ tính cả sáu thần thú, nặng nề rơi xuống đất, đập ra sáu hố to. Trương Huyền khống chế thần thú phi hành bay cao chừng hơn 2.000 mét. Bản thân ở dưới trọng lực liền nắm giữ tốc độ cực nhanh, lại thêm bọn họ điều động thần thú đuổi theo, tốc độ càng nhanh, chỉ thoáng cái, toàn bộ rơi thất điên bát đảo, có chút không kiên trì nổi. Đặc biệt là sáu thần thú, từng cái nội tạng rạn nứt, chỉ liệu trễ, không sai biệt lắm sẽ phế. Chính là thời điểm này. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, thân thể vụt qua, đã xuất hiện ở trước một thanh niên trong đó. Chập ngón tay làm kiếm, lăng không nhấn tới. Phốc, kiếm khí xuyên qua mi tâm, đối phương ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, cũng đã cắt đứt hô hấp. Đều là thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, thực lực của hắn vốn không phải đối thủ của Trương Huyền, hiện tại bị rơi choáng đầu hoa mắt, ở đâu còn ngăn cản được. Thân ảnh lay động, không đến một cái hô hấp, sáu người đánh lén toàn bộ cắt đứt hô hấp. Chém giết mọi người xong. Bàn tay của Trương Huyền vồ một cái, chữ vật giới chỉ cùng trường thương trên người bọn họ toàn bộ rơi vào tay hắn. Những thương này, đều là thiên thần thượng phẩm, đối với hắn mà nói, còn có tác dụng rất lớn, còn trong chữ vật giới chỉ, quét một vòng, tiền cũng không ít, nhưng vũ khí cường đại hơn thì không có. Vơ vét đồ vật xong, đang muốn chọn lựa một thần thú bị thương, giúp nó khôi phục một chút, tiếp tục đi đường. Đột nhiên trong lòng lần nữa sinh ra cảm giác nguy cơ kịch liệt, thân thể lấp lóe. Xoạt, một đạo kiếm mang vừa vặn rơi vào địa phương hắn đứng, mặt đất bị cắt ra, tạo thành một khe rãnh to lớn. Phía dưới nham thạch cứng rắn, nhưng ở dưới kiếm mang công kích lại giống như đậu hũ, không đỡ nổi một đòn. Có thể đoán được, cho dù hiện tại thân thể của hắn mạnh mẽ vô song, bị đánh trúng cũng sẽ bị thương. Sắc mặt tái xanh, vội vàng nhìn về phía kiếm mang, chỉ nhìn thấy một người trung niên, từng bước một từ không trung bay tới. Có thể phi hành, thần vương. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, nắm đấm siết chặt. Chém giết sáu cường giả thiên thần đỉnh phong, người muốn phối phương của Mỹ Dung Đan cuối cùng cũng hiển lộ thân hình, lại là một vị cường giả thần vương. Loại cường giả này, mỗi một vị ở thần giới đều là đỉnh phong, được vô số người ngưỡng mộ. Giờ phút này thế mà đợi mình ly khai hoàng thành liền đánh lén, thật đúng là thân phận gì cũng không quan tâm. Không có đến thần vương cảnh đã có thể phi hành, một hơi chém giết sáu thuộc hạ của ta, không cần tốn nhiều sức, càng luyện chế ra phá. Trướng đan, Mỹ Dung đan, xem ra ngươi lợi hại hơn ta tưởng tượng nhiều. Trung niên ngừng lại, cách Trương Huyền chỉ có 3-40 mét. Vốn cho rằng một luyện đan sư, dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần hắn tự mình ra tay, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy, một cái nháy mắt liền đánh giết toàn bộ thuộc hạ của mình. Ngươi là ai? Vì sao muốn đánh lén ta? Chẳng lẽ không sợ đắc tội Tề? Ra! Trương Huyền híp mắt lại. Tề ra bảo vệ hắn, điểm ấy từ trong miệng Tề Linh Nhi đã sớm biết, giờ. Phút này đối phương ngang nhiên xông lại, chẳng lẽ không sợ? Tề ra, ta rất sợ. Có điều ta chỉ cần phương thuốc mà thôi, cũng không phải giết ngươi, hơn nữa bọn họ cũng không biết ta ở đây. Trung niên cười nhạt một tiếng. Tề gia có thần vương phong hào, người mạnh nhất dưới đế quân,
cho dù hắn là thần vương cũng sẽ lo lắng, nhưng chỉ cần để đối phương không phát hiện là được. Đã muốn động người trước mắt này, sao không đi cân nhắc thế lực sau lưng hắn? Trương Huyền sững sờ, vội vàng nhìn bốn phía, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Bốn phía rừng rậm này, vậy mà bố trí trận pháp đặc biệt, có thể hoàn mỹ. Che giấu khí tức chiến đấu, để cho người ta không phát giác được, vừa rồi chỉ lo tu luyện, không chút chú ý, thần thú phi hành mang hắn vào. Thậm chí cũng có thể là đối phương dùng phương pháp đặc thù nào đó, thu hút thần thú của mình tới. Ngươi muốn phương thuốc của phá trướng đan và mỹ dung đan. Trương Huyền thở ra một hơi, nhìn lại. Cùng người thông minh nói chuyện chính là tiết kiệm sức lực. Trung niên nở nụ cười. Ngươi không cần mơ mộng hão huyền, dù thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng so sánh với thần vương, vẫn kém một khoảng cách rất lớn. Nếu như không cho thì sao? Trương Huyền nói. Giết là được, đã biết sau lưng ngươi có Tể gia, ngươi cảm thấy không nói, ta sẽ tha cho ngươi còn sống rời đi. Trung niên cười nhạt một tiếng. Đã biết sau lưng đối phương có thần vương phong hào, lần này đánh lén, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, mặc kệ thành công hay không, cũng không thể cho đối phương rời khỏi, nếu không sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Xem ra ngươi là ăn chắc ta. Trương Huyền cũng không hoảng hốt, mà lắc đầu. Nhưng nếu như ta không cho ngươi ăn thì sao? Hết chương 3826. Chương 3827. Đối chiến thần vương 2. Không phải do ngươi. Trung niên sầm mặt lại, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, trên không tựa như phát ra tiếng long ngâm. Sau một khắc, người đã xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền, kiếm mang gào thét, không khí phát ra thanh âm xé rách, chớp mắt mà tới. Tu vi đến thần vương, đã đứng ở đỉnh phong của thần giới, còn cường đại hơn cổ thánh ở danh sư đại lục, thi triển một chiêu, thiên địa chung quanh đều ở trong khống chế, phát ra thanh âm run rẩy, một chút lực lượng. Một chút dư âm cũng sẽ không lãng phí. Hừ, thấy tên này ra tay, thậm chí khuyên hàng vài câu cũng không có nói, Trương Huyền biết, ngày hôm nay mặc kệ có nói phương pháp phối chế. Phá trướng đan, mỹ dung đan hay không, đối phương khẳng định. Cũng có những biện pháp khác biết, bí pháp siêu hồn ở danh sư đại lục cũng có, thần giới khẳng định cũng sẽ không ít. Biết sát cơ đã lên, nói nhiều hơn nữa vô ích, Trương Huyền híp mắt lại. Thi triển Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, là có thể để cho phi hành, nhưng so sánh với tốc độ của thần vương, kém thực sự quá nhiều, giống như con kiến. Mới lui mười mấy mét, kiếm mang của đối phương đã xuất hiện ở trước mắt. Bàn tay run lên, lực lượng thân thể, chân khí toàn bộ triển khai, sáu chuôi trường thương vừa mới lấy được phát ra âm thanh nghẹn ngào, gào thét lên đâm tới. Một cái tiếp lấy một cái, tạo thành một trận pháp đặc biệt. Trong mỗi một cây trường thương đều ẩn chứa thương đạo chân giải, tựa như không gian cũng bị cầm cố lại. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Không nghĩ tới một gia hỏa không có đến thần vương, vậy mà lĩnh ngộ. Cao như vậy, phản ứng nhanh như vậy, tựa hồ trung niên có chút ngoài ý muốn, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lại không quan tâm công kích Trương Huyền, mà nhẹ nhàng run lên. Bành, bành. Bành! Sáu trường thương toàn bộ bị trường kiếm của đối phương chặn ngang chặt đứt, trận pháp và vũ khí chân giải lập tức phá giải. Cấp bậc vũ khí lại thêm thực lực chênh lệch, một chiêu hóa giải nguy cơ. Thực lực của ngươi không yếu, nhưng so sánh với thần vương, kém quá xa. Trung niên cười nhạt, lần nữa bước về phía trước, lúc này hắn đã vượt qua địa phương vừa rồi Trương Huyền đứng, động tác không tính quá nhanh, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách không cách nào chiến thắng. Thần vương và thiên thần, chênh lệch thực quá lớn, dù là Trương Huyền tu luyện công pháp vượt qua thiên đạo, cũng rất khó san bằng. Nếu không danh khí của thần vương cũng không đến mức lớn như vậy, vô số người đổ xô tới. Kém xa không sao, ta dám đánh cược, tiếp tục nữa. Ngươi khẳng định sẽ chết, mà ta thì không biết. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Thực lực của hắn, coi như không bằng đối phương, nhưng một thần vương mà thôi. Cùng lắm thì dùng thiên đạo chi thư. Cái đồ chơi này, dưới thiên đạo không ai cản nổi, đừng nói thần vương phong hào tới, có thể chống đỡ hay không còn khó nói. Đối phương muốn giết mình, nào có dễ dàng như vậy. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự đại sẽ không tốt. Trung niên híp mắt,
lần nữa bước ra, trường kiếm như mưa. Trong tích tắc, toàn bộ không trung đều bị kiếm khí phủ đầy, tựa như cầu vồng. Lần này Trương Huyền cũng không né tránh, mà là thân thể vụt qua, xông về phía trước. Người ở trên không trung, chập ngón tay làm kiếm, kiếm mang giống như ánh nến trong đêm tối, lại giống như kén tằm nhà tơ, từ một điểm hư. Vô bất ngờ xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng nhỏ, nhưng lại cho người ta cảm giác to lớn, khó mà tránh né. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái, cho dù trung niên là thần vương, cũng có cảm giác bị tơ tằm bao vây, không cách nào tránh né. Soạt, kiếm mang đầy trời bị tơ tằm thôn phệ, hấp thu lực lượng của những kiếm khí này, kiếm ý lập tức cắt ra không trung. Đây là kiếm pháp gì? Đồng tử trung niên co rụt lại. Chiêu kiếm pháp này của đối phương, dùng đầu ngón tay bắn ra, uy lực đã lớn như vậy, một khi phối hợp thêm trường kiếm, chẳng phải lợi hại hơn. Đến cùng là kiếm chiêu gì, làm sao chưa từng nghe qua? Xem như cường giả thần vương, muốn thi triển ra cũng không có dễ. Dàng như vậy, thời điểm hắn kinh ngạc, vận chuyển trường kiếm muốn ngăn cản, thanh niên đối diện nhạt vang nói. Xuân Tàm đáo tử ti phương tấn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền. Công pháp thiên nhược hữu tình, kiếm pháp cảnh giới thứ ba tình thầy trò, cuối cùng được sáng tạo ra. Trước khi bị đánh lén liền có suy nghĩ, lúc này tình huống nguy cấp, câu thông tình cảm trong cơ thể, mượn ngón tay sử dụng ra kiếm chiêu. Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Thầy giáo dục học sinh, nghiêm khắc giống như cha mẹ, thậm chí còn hơn. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, lúc câu thông giao lưu, như bằng hữu tri kỷ, mới có thể tìm hiểu động thái của học sinh, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thầy chăm sóc sinh hoạt thường ngày, lại giống như bảo mẫu hạ nhân, cân nhắc toàn bộ chi tiết. Tình thầy trò vốn rất phức tạp, yên lặng dâng hiến, Xuân Tàm đáo tử. Ti phương tấn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền. Chiêu kiếm pháp này nối liền tình cảm phức tạp nhất trong nội tâm của hắn, vừa xuất hiện tựa như cái lỗ đen, thôn vệ trung niên trước mắt. Cho dù thân là thần vương, vẫn không cách nào chống lại, trong tích tắc, bị đánh trúng ngực. Một vết máu dữ tợn đáng sợ. Ngươi, chiến đấu với một thiên thần thượng phẩm, lại bị đối phương gây thương tích, trung niên lại không còn trầm ổn như trước, nổi giận gầm lên, vừa định không quan tâm xông tới chém giết, đã cảm thấy sau lưng rét run. Thân thể bỗng nhiên co rụt lại, lực lượng toàn thân tập trung ở sống lưng. Lạch cạch, trên sống lưng truyền đến lực lượng khổng lồ, cả người lảo đảo xông về. Phía trước, trên lưng đau rát, vội vàng xoay người. Nhìn thấy một bóng người giống thanh niên trước mắt như đúc. Đây là, phân thân. Đồng tử co rút lại. Thực lực tương đương bản tôn. Cái tên này, từ nơi nào làm ra a? Đồng thủ. Không thèm để ý hắn khiếp sợ, Trương Huyền vọt lên, đầu ngón tay kiếm mang gào thét, con mắt của phân thân cũng phát lạnh, vội vàng xông đến. Tuy phân thân không có trải qua Nguyệt Thanh chỉ rèn luyện, nhưng hắn nuốt đủ thần nguyên đan, thân thể tiến bộ cực nhanh. Không thi triển kiếm pháp vượt qua thiên đạo, cho dù Trương Huyền hiện tại cũng không phải là đối thủ. Nói cách khác, Ngao Hoa trước đó cũng không thể chống lại. Cả hai phối hợp, kiếm khí tung hoành, cho dù trung niên là thần vương, cũng cảm nhận được mệt mỏi. Bình thường thần vương đối chiến thiên thần thượng phẩm, một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền ép, bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi, để hắn tức giận sắc mặt xanh xám, buồn bực sắp nổ tung. Lần đầu tiên cùng người không phải thần vương đánh uất ức như vậy. Xem ra ta vẫn xem thường ngươi, có điều ta muốn giết ngươi, ngày hôm nay ngươi là trốn không thoát. Lực lượng toàn thân tuôn ra, không gian bốn phía trung niên giống như bị giam cầm, Trương Huyền và phân thân đồng thời cảm nhận được mệt mỏi, có chút ngăn cản không nổi. Tuy kiếm pháp của Trương Huyền lợi hại, nhưng không có binh khí thích hợp, phân thân thân thể mạnh mẽ, thực lực cũng quá thấp. Nhưng so sánh với cường giả thần vương vẫn kém một đoạn dài. Bành bành bành. Đồng thời bị đánh trúng, Trương Huyền và phân thân bay ngược ra ngoài, bị thương. Vù vù. Phân thân nhúc nhích, thương thế khôi phục như lúc ban đầu, chân khí của Trương Huyền lưu chuyển, trên người xuất hiện vết thương quả. Nhiên giống như suy đoán, phút chốc khôi phục. Ngươi. Trung niên bối rối. Tổn thương nghiêm trọng như vậy, đối phương và phân thân đều có thể. Chớp mắt khôi phục, đây rốt cuộc là cái thể chất gì? Cúi đầu liếc mắt nhìn,
lồng ngực của mình, trước đó không có đề phòng bị đối phương cắt ra vết thương, vẫn chảy đầm đìa máu tươi. Cả người trở nên không tốt lắm. Vốn lấy thể chất thần vương của hắn, thần lực lưu chuyển, không ra nửa ngày thương thế như vậy sẽ hoàn hảo khôi phục, nhưng bây giờ. Cùng đối phương chiến đấu, không dám phân tâm, thương thế vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng, máu cũng càng chảy càng nhiều. Vốn nghĩ chỉ cần làm đối phương bị thương, khẳng định sẽ giống như mình, có thể tìm được cơ hội, nằm mơ cũng không ngờ tới, người ta là bị tổn thương, nhưng không cần một cái hô hấp là khỏe. Hơn nữa khí tức trở nên càng thêm mạnh mẽ. Người con mẹ nó là Tiểu Cường sao? Có cần khoa trương như vậy hay không? Bọn họ bị thương không có việc gì, mình bị thương vô cùng có khả năng chết, coi như còn không đến thần vương. Thời gian chiến đấu dài, làm không cẩn thận sẽ chịu thiệt. Cận thân công kích. Đang buồn bực, chỉ thấy thanh niên hét lớn một tiếng, phối hợp phân thân vọt lên. Không e ngại bị thương, cận thân công kích, lấy mạng đổi mạng, là biện pháp tốt nhất. Bành bành bành. Sau 3 phút, khuôn mặt trung niên trắng bệch, đối phương một người một phân thân, dù cũng rất chật vật, trên người lại không có một chút tổn thương, sinh long hoạt hổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Trung niên sắp điên rồi. Còn tưởng đánh giết một thiên thần thượng phẩm dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không nghĩ đến, tiếp tục nữa, bản thân cũng bị giết chết. Đi! Biết không chiếm được lợi lộc gì, trung niên không dám ngừng lại, xoay người bay đi. Tuy xung quanh bị trận pháp bao phủ, nhưng nơi này cách U Hồn Hoàng Thành rất gần, vẫn ở trong phạm vi thần vương phong hào giám sát, trong thời gian ngắn giết không chết đối phương. Cũng chỉ có thể rút lui. Trốn chỗ nào? Thấy hắn quả quyết như vậy, xoay người rời đi, Trương Huyền sửng sốt, vẻ mặt khó coi. Chạy tới đuổi giết mình, nếu như nhẹ nhõm chạy trốn như vậy, về sau khẳng định sẽ gặp phải càng nhiều mai phục. Trương Huyền cắn răng, thu lại phân thân, vận chuyển Hồng Trần Đạp Thiên Bộ đuổi tới. Bất quá tốc độ phi hành của hắn thực quá chậm, so sánh với thần vương thì cái gì cũng không phải. Tuy ta không giết được ngươi, nhưng muốn rời đi, ngươi ngăn được sao? Trung niên quay đầu hừ lạnh. Chờ lần sau ta tìm tới ngươi, là giờ chết của ngươi. Nói xong cũng không chờ Trương Huyền trả lời, quay đầu bay đi, mới bay không xa, đột nhiên ngừng lại. A hát, đây là cái gì? Âm thanh còn chưa hô xong, một cái mỏ gà xuất hiện ở phía trước, nhẹ. Nhàng mổ xuống. Vù vù. Cả người biến mất. Ngay sau đó một con gà xuất hiện ở trước Trương Huyền. Nấc, ở một cái, đuôi run lên. Tiểu Hoàng Kê, người tỉnh rồi. Con mắt Trương Huyền sáng lên, tràn đầy kích động. Sau khi chết ở Nguyệt Thanh Trì, Tiểu Hoàng Kê rơi vào trạng thái ngủ. Say, lúc này tỉnh táo lại, hơn nữa lực lượng cuồn cuộn khuấy động, vậy mà. Đạt đến thần vương cảnh. Trương Huyền vẫn cho là, bản thân rất nhanh sẽ đến thần vương cảnh, không nghĩ tới. Tốc độ nguyện lực không đủ nhanh, linh hồn kéo chân sau, khoảng cách đột phá còn có một đoạn thời gian, nhưng con gà này lại thành công trước. Gà, thần vương cảnh. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích động. Hết chương 3827. Chương 3828. Linh Nguyên Thiên. Sau khi vui vẻ, Trương Huyền nhịn không được có chút tự ti. Đi vào thần giới hơn một tháng, mới tu luyện đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Ngay cả con gà cũng không bằng. Suy nghĩ một chút liền đau lòng khó mà hô hấp. Chẳng lẽ thiên phú của hắn thật kém như vậy? Xem ra sau này phải hao phí càng nhiều thời gian dùng vào tu luyện, thiên phú không đủ, cố gắng tới gom góp. Tranh thủ sớm ngày đột phá thần vương, nếu không không bằng tốc độ tu luyện của con gà, thực không ngẩng đầu lên được. Con gà này vẫn đi theo mình từ danh sư đại lục, trải qua côn hư cảnh, thượng thương cho tới bây giờ. Thủy Trung treo lên đánh mình, đổi lại những người khác đã sớm tự ti chết. Vừa tỉnh, nấc, Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh xoa bụng, mang theo lo lắng nhìn qua. Ngươi sẽ không trách ta ăn tên này chứ? Trước đó một người một gà, trải qua rất nhiều lần chiến đấu, bởi vì ăn vụng mà bị cảnh cáo rất nhiều lần. Không có việc gì, tùy ý. Trương Huyền xua tay. Không đủ, lần sau lại có người tới giết ta, ngươi ăn là được. Hoàng Kê không tỉnh mà nói, vô cùng có khả năng phải vận dụng thiên đạo chi thư, tuy bị đối phương ăn, nhưng chí ít giải quyết một mầm họa lớn. Thần vương, hiện tại hiếm thấy,
nhưng về sau là có rất nhiều, chỉ cần không ngại, cứ tùy ý ăn. Đa tạ lão đại. Tiểu hoàng kê cười hắc hắc, miệng cong lên, đột nhiên phun ra một chuôi kiếm. Đây là vũ khí của tên kia, ta đã loại bỏ linh hồn ấn ký, người luyện hóa xong khải linh là được. Vừa rồi nuốt thần vương kia vào trong miệng, đồng thời cũng nuốt vũ khí của hắn. Nhận lấy trường kiếm, Trương Huyền luyện hóa, khải linh, lần nữa nhìn về phía gà con, âm thầm gật đầu. Không hổ là gia hỏa cùng mình đi qua tam giới, có chút lương tâm. Thần binh thần vương cảnh này, không xóa đi khí linh vốn có, căn bản là không có cách luyện hóa, giờ phút này hoàn thành luyện hóa lại khải linh, ý niệm trong binh khí triệt để thần phục mình, sức chiến đấu tất nhiên sẽ cấp tốc tăng thêm. Thần binh lại phối hợp ba chiêu kiếm pháp, lần nữa gặp được cường giả. Thần vương, chỉ sợ cũng có thể chiến một trận. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi, thần vương kiếm. Nhìn trường kiếm tỏa ra long ngâm trong tay, Trương Huyền nói. Ô, long ngâm biến mất, linh tính trong trường kiếm tựa hồ có chút dại ra. Ta là kiếm cấp bậc thần vương, có tôn nghiêm, người khác đều gọi đậu thu, yến vũ, độc long, ám kiêu, ngư tràng, nghe xong liền biết cao lạnh khí phách, gọi thần vương kiếm là có ý tứ gì. Còn có thể lại qua loa một chút hay không? Không hài lòng. Trương Huyền vịn cái cằm. Ngươi là gà con đưa cho ta, vậy có muốn gọi kê kiếm hay không? Gào gào ô. Trường kiếm suýt chút nữa rơi trên mặt đất, không dám tiếp tục phí lời. Thần vương kiếm liền thần vương kiếm đi. Dù sao cũng êm tai hơn cái tên này nhiều. Xác định tên, thi triển kiếm pháp, quả nhiên cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Lực lượng toàn thân có thể thi triển ra, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Mặc dù lần chiến đấu này có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch rất lớn, không chỉ có kinh nghiệm giao thủ với cường giả thần vương, càng thu hoạch được kê. À không, thần vương kiếm. Phối hợp thêm xuân tàm đáo tử ti phương tấn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền mới lĩnh ngộ, thần vương phổ thông cũng có thể chân chính đấu một trận, thậm chí chém giết. Càng quan trọng hơn là... Xác định hiện tại thân thể thật có năng lực khôi phục siêu cường, so với phân thân cũng không hề yếu. Chỉ cần không bị hủy diệt hồn phách, coi như bị chém đầu, chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm khôi phục. Có thể xưng bất tử thân. Có phải vì ta hấp thu năng lượng dung hợp huyết dịch của tiểu hoàng kê hay không? Trong lòng hơi động, tề ra bao năm qua, không biết bao nhiêu cường giả tu luyện ở trong Nguyệt Thanh Trì, chưa từng nghe qua cái nào có thể nắm giữ thân thể. Giống như mình, những người này không có, bản thân lại có, hơn nữa nhẹ nhàng như vậy. Có thể liên quan đến con gà trước mắt hay không? Con gà này, thời điểm vẫn là hồ lô, nước tắm liền có thể chữa trị thương thế, còn cường đại hơn thiên đạo chân khí, thượng thương, thần giới liên tục bị nổ thành bụi phấn, mỗi một lần đều có thể phục sinh, một chút sự tình cũng không có. Xem ra mặc dù không biết đến cùng là vật gì, nhưng có thể xác định. Thương thế phổ thông căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn có thể để cho lực lượng càng ngày càng mạnh. Chết một lần, mạnh mẽ một lần. Lúc đó ở Nguyệt Thanh Trì, nó nổ thành bột phấn, bản thân hấp thu năng lượng bên trong, dung hợp huyết dịch của đối phương, lúc này mới tạo thành kim ti trong cơ thể, nắm giữ năng lực tương tự. Bởi vậy, mới vừa rồi cùng thần vương giao thủ, tuy bị thương, lại không cảm thấy tu vi hạ thấp, ngược lại càng đánh càng hăng. Đúng rồi, tiểu hoàng kê, bây giờ ngươi có thể biến hóa không? Trương Huyền nhìn không được trong lòng tò mò hỏi. Thần thú bình thường, đến thần linh hạ phẩm thì có thể biến hóa, lợi hại hơn thì thần linh thượng phẩm, thiên thần cảnh đã là đỉnh phong, như ngao hoa trước đó. Đệ tử hạch tâm của Vân Ly Thiên, thiên thần thượng phẩm cũng thuế. Biến thành hình dáng nhân loại, ở bề ngoài không có chút khác nhau nào. Hiện tại tên này, đã là thần vương. Hẳn có thể thuận lợi biến thành bộ. Dáng nhân loại. Ta chưa thử qua, hẳn là có thể. Cúi đầu liếc mắt nhìn, tiểu hoàng kê mang theo trần trờ nói. Có thể biến hóa hay không, nó cũng không xác định. Thử một chút xem. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Tiểu hoàng kê lên tiếng, tinh thần khẽ động, lực lượng trong cơ thể vận chuyển. Vù vù. Thân gà đột nhiên run lên, một thân ảnh cường tráng xuất hiện. Ta thành công, ta thật sự có thể biến hóa. Tiểu hoàng kê tràn đầy hưng phấn, âm thanh còn chưa nói xong, chỉ. Thấy chủ nhân im lặng che chán,
vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thế nào, chẳng lẽ, ta biến hóa không đẹp trai? Tiểu hoàng kê sửng sốt. Nó từng tưởng tượng sau khi biến hóa, biến thành một đại soái ca, tức chết vị chủ nhân trước mắt này. Làm sao hiện tại thành công, lại bộ dáng này? Tràn đầy nghi hoặc, đưa tay lên cổ sờ, sờ một cái nhất thời ngốc tại chỗ. Đầu của ta, sao còn không thay đổi? Lúc này thân thể của nó đã thuế biến thành hình dáng nhân loại, nhưng đầu vẫn là con gà. Từ xa nhìn lại, là một quái vật đầu gà thân người. Vốn còn nghĩ có thể biến hóa trở nên đẹp trai một ít hay không, hiện tại gánh lấy cái đầu gà. Soái cái rắm, đoán chừng mỹ nữ nhìn thấy, cũng bị. Hù chạy tại chỗ. Ngươi vẫn là đừng biến hóa, an tâm làm gà đi. Trương Huyền bất đắc dĩ. Biết mình như vậy, khẳng định sẽ dọa chết người, tuy tiểu hoàng kê buồn bực, nhưng vẫn biến trở về thân gà, lần nữa rơi vào bả vai Trương Huyền. Đi thôi. Giải quyết xong thần vương ám sát, không tiếp tục lưu lại nữa, tìm tới một thần thú trước đó bị thương, chữa khỏi thương thế, lúc này mới ngồi lên, tiếp tục phi hành. Trước đó thần vương kia là tán tu. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, dùng thư viện lặng lẽ quan sát, biết vị thần vương này chỉ là tán tu của U Hồn Thiên. Suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, đại gia tộc thế lực lớn, đều có căn cơ nhất định, không có khả năng biết rõ dưới tình huống tề gia bảo vệ, còn dám động thủ với mình. Dù sao tuy Mỹ dung đan tốt, cũng không có khả năng hơn được một gia tộc hưng suy. Còn tán tu, sở dĩ đánh lén, là bởi vì tiền tài động nhân tâm, hiện tại thân tử đạo tiêu, thế lực phía sau nhất định tan thành mây khói, không cần tiếp tục cố kỵ. Có kinh nghiệm lần này, đằng sau không có gặp quá nhiều nguy hiểm, chỉ chốc lát đi tới chỗ truyền tống trận. Trên ngọn núi, đứng sừng sững mấy chục cây cột, mỗi một cây đều trên 100 mét, linh khí dập dờn, ngăn tất cả ở bên ngoài, truyền tống trận ở. Giữa, đại na di truyền tống trận, dính dáng không gian pháp tắc, cần linh khí bốn phía tuyệt đối củng cố, không thể có sai lầm mảy may, cho nên dùng trận pháp che đậy. Còn chưa tới trước mặt, khống chế thần thú rơi xuống, Trương Huyền cũng không triển lộ ra sự tình biết bay, từng bước một tiến về phía trước. Nơi này là đại na di truyền tống trận, xin lấy ra lệnh bài truyền tống. Một đội hộ vệ chặn đường đi. Trương Huyền liếc mắt nhìn, ánh mắt nghiêm nghị. Chừng 100 người, mỗi một cái đều nắm giữ thực lực thiên thần thượng phẩm, một đám như vậy, coi như cường giả thần vương tùy tiện xông lại, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Xem ra U Hồn Thiên cực kỳ coi trọng truyền tống trận này, khó trách nhận được danh ngạch khó khăn như vậy. Đưa lệnh bài tới, hộ vệ cầm đầu xác nhận một chút, cung kính ôm quyền. Trương Thiếu, mời tới bên này. Có thể thu được lệnh bài này, mỗi một cái đều là cường giả tuyệt đỉnh của một phương thiên địa, cho dù là bọn họ cũng không dám đắc tội. Theo sát ở sau lưng, đi tới trước mặt một truyền tống trận. Không hề giống trận pháp chuyển giao, mà là gian phòng giống như thông đạo. Không biết Trương Thiếu muốn đi chư thiên nào. Ta muốn đi đế đô Linh Nguyên Thiên, Linh Nguyên Hoàng Thành. Trương Huyền nói. Mời đi môn hộ ở chính nam. Hộ vệ chỉ qua. Trương Huyền gật đầu, mang theo tiểu hoàng kê đi nhanh tới. Đẩy cửa ra, tiến vào bên trong. Phía sau cửa là một màn sáng xoay tròn, nhấc chân bước vào trong đó, lệnh phù phát ra hào quang, bao phủ một người một gà ở bên trong. Sau một khắc, thiên địa xoay tròn, một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ toàn thân, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Đại na di truyền tống. Quả nhiên đáng sợ hơn ở Dạ Minh Thành tống trận, cho dù Trương Huyền đã đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, cũng cảm thấy thân thể sắp bị xé nứt. Lần nữa mở mắt, xuất hiện ở trước mặt một môn hộ khác, lực lượng trong cơ thể vận chuyển, khôi phục thương thế, kéo cửa đi ra ngoài. Đồng dạng có hộ vệ nghiệm chứng lệnh phù, lần này mới để hắn thuận lợi rời khỏi. Đây là Linh Nguyên Thiên. Trương Huyền hỏi hộ vệ cách đó không xa. Đúng vậy. Bên kia chính là Linh Nguyên Hoàng Thành. Hộ vệ gật đầu nói. Trương Huyền nhìn lại, không khỏi sững sờ. Linh Nguyên Hoàng Thành này hoàn toàn khác biệt U Hồn Hoàng Thành, người sau là một thành thị cực lớn, nằm ở trên mặt đất, phồn vinh to lớn, mà xuất hiện ở trước mắt lại là một hố sâu tựa như miệng núi lửa cỡ lớn, đường kính chừng hơn 1000 cây số, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết bao sâu, thần thức không cách nào tới gần. Trên hố sâu,
là một thành thị do nham thạch to lớn tạo thành, yên tĩnh lơ. Lửng ở giữa không trung. Cả linh nguyên hoàng thành đều lơ lửng. Trương Huyền líu lưỡi. U hồn thiên cũng có trang viên lơ lửng, nhưng nhiều nhất là một gia tộc hoặc một phương thế lực, hiện tại cả tòa thành đều lơ lửng giữa trời. Thật đáng sợ. Hết chương 3828. Chương 3829. Ngụy Trang Đế Quân. Trương Thiếu, người muốn đi hoàng thành mà nói, ta có thể phái người đưa người đi. Hộ vệ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần đầu tiên tới Linh Nguyên Thiên, đều sẽ có loại vẻ mặt này. Để một thành thị lơ lửng trên trời, cần lực lượng thực quá cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành. Cho dù là thần vương phong hào cũng không làm được, chỉ có đế quân. Thời gian không dài, thần thú phi hành chuẩn bị kỹ càng, mang theo hắn đi tới. Bước lên lưng thú, Trương Huyền ở dưới hộ vệ dẫn dắt, bay lượn về. Phía thành thị, còn chưa tới trước mặt, liền có thể cảm nhận được phía trên truyền đến cảm giác áp bách to lớn. Minh Lý Chi nhãn nhúc nhích, nhìn một hồi, Trương Huyền nhìn không được quay đầu, có chút hiếu kỳ. Ở dưới thành thị này không có trận pháp duy trì, đến cùng là làm sao lơ. Lửng. Bình thường tảng đá hay thành trấn lơ lửng, đều cần một trận pháp cực lớn để duy trì lực lượng, nhưng Minh Lý Chi nhãn nhìn qua, lại không phát hiện trận pháp gì. Linh Nguyên Hoàng thành lơ lửng, không cần trận pháp. Hộ vệ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Không cần trận pháp, làm sao bay được? Trương Huyền hỏi. Pháp tắc của thần giới củng cố, dưới tình huống bình thường, chỉ có đến thần vương mới có thể phi hành, thành thị trước mắt lớn như vậy, chờ. Thành thần vương khả năng hầu như là không, hiện tại lại không mượn. Trận pháp, đến cùng là lực lượng gì, để nó yên tĩnh lơ lửng, không nhúc nhích. Là một cái lông vũ. Hộ vệ cười cười, giải thích nói. Lúc ấy thời điểm kiến tạo thành thị này, làm sao cũng bay không nổi, là hỏa vũ thần vương phong hào, không biết từ nơi nào tìm đến một cái lông vũ, đặt ở phía dưới cùng, do chiếc lông chim này kéo lấy, thành phố khổng lồ mới lơ lửng. Trương Huyền sửng sốt, nhìn xuống đáy thành thị kia, quả nhiên thấy một cái lông vũ to lớn, yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích. Lông vũ dài chừng mấy trăm dặm, không biết từ nơi nào lấy được. Đang tràn đầy rung động, liền nghe bên tai vang lên âm thanh của Hoàng Kê. Ta muốn ăn. Ăn lông gà. Trương Huyền im lặng. Cả ngày chỉ biết có ăn. Trước đó là tiểu lâu la thì thôi, hiện tại đã là cường giả thần vương. Có thể chú ý hình ảnh một chút hay không? Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đây. Đây là lông gà, ta muốn ăn. Gà con nghiêm túc. Mặc kệ lông gì, hiện tại không thể ăn. Trương Huyền an ủi một câu. Trước tiên không nói cái lông này lớn nhỏ, trước mắt con gà này không có khả năng nuốt được, chỉ nói trong đó ẩn chứa uy nghiêm và khí độ. Cũng không phải là thần vương phổ thông có thể đến gần, chớ nói chi là thiên thần như mình. Lại nói, thành thị lơ lửng là nhờ chiếc lông chim này nâng, mới có quy mô và cục diện trước mắt, thật muốn ăn. Đoán chừng toàn bộ Linh Nguyên Thiên đều sẽ xông tới, chặt mình, chặt gà, cho thêm cây nấm nấu, rau xanh, làm thành nồi lẩu. Được rồi. Chủ nhân không cho ăn, tuy tiểu hoàng kê buồn bực, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, thân thể vụt qua, biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa chui vào đan điền. Không cho ăn thì đừng nhìn. Nếu không càng xem càng thèm. Tốc độ của thần thú phi hành rất nhanh, rất mau thì đến trên thành thị, rơi xuống. Có thể nói cho ta một chút, Linh Nguyên Hoàng Thành phải chú ý những sự tình gì, còn có, mới vừa rồi ngươi nói hỏa vũ thần vương phong hào là ai hay không? Đưa tới một viên thần nguyên đan trung phẩm, Trương Huyền hỏi. Đối phương là thiên thần thượng phẩm phổ thông, thần nguyên đan trung phẩm là có giá trị cực cao. Quả nhiên. Sau khi nhận lấy đan dược, thái độ của hộ vệ lập tức thay đổi, trên mặt chất đầy tươi cười. Linh Nguyên Hoàng Thành là đế đô Linh Nguyên Thiên, do Linh Nguyên Đại Đế, cũng chính là bất tử đế quân tọa chấn. Trương Thiếu có thể có được lệnh phù đại na di truyền tống, chỉ sợ tu vi đã không kém gì cường giả thần vương, cần thiết chú ý cũng chỉ có ba vị thần vương phong hào kia mà thôi. Vị thứ nhất, chính là hỏa vũ thần vương phong hào ta mới vừa nói, nắm giữ huyết mạch hỏa phượng. Một khi nổi giận, thiên địa cũng có thể đốt cháy, ở trong thần vương phong hào của cửu thiên, cũng được cho là cường giả.
trưởng khống vị trí phía nam hoàng thành. Vị thứ hai, là băng vũ thần vương Phong Hào, nắm giữ huyết mạch băng phượng, hàn khí ngút trời, chỗ đến, đều hóa thành hàn băng, trưởng khống vị trí phía bắc của linh nguyên hoàng thành. Còn vị thứ ba, phong vũ thần vương Phong Hào, nắm giữ huyết mạch phượng hoàng phong hệ, tốc độ cực nhanh, tựa như thuấn di, tuy sức. Chiến đấu không bằng hai vị trước, nhưng muốn chạy trốn, hầu như không người có thể đuổi kịp, tọa trấn phương Tây của Hoàng Thành. Trương Huyền nhìn về phía thành thị lơ lửng. Lập tức nhìn thấy phía nam mặt trời chói chang nóng bỏng không gì sánh được, phương Bắc băng sương đầy đất, hoa tuyết tung bay. Cùng một thành thị, nhưng hai đầu Nam Bắc lại giống như hai thế giới. Trong lòng khen ngợi, đồng thời sinh ra nghi hoặc, mở miệng hỏi. Ba thần vương Phong Hào, đều nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng, chẳng lẽ đế quân của Linh Nguyên Thiên? Ba đại thần vương Phong Hào này, đều nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng chủng tộc khác biệt, chẳng lẽ đế quân Linh Nguyên Thiên cũng có liên quan đến? Dù sao Vân Ly Thiên chính là như vậy, có thể trở thành siêu cấp cường giả, cơ bản đều nắm giữ huyết thống long tộc. Tỷ như Ngao Hoa, chẳng lẽ ngươi không biết? Hộ vệ có chút kỳ quái. Biết cái gì? Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc. Thấy biểu lộ của hắn quả thực không rõ ràng, lúc này hộ vệ mới cười cười nói. Linh Nguyên Thiên, còn gọi Bất Tử Thiên, người trấn thủ phương này gọi Bất Tử Đế Quân. Ngươi có biết vì sao lão nhân gia có cái tên này không? Trương Huyền lắc đầu. Vốn muốn nói, gọi cái tên này, có thể là bởi vì không chết, nhưng nghĩ. Tới thượng thương tận mắt thấy mộ đối phương, cuối cùng không nói ra. Thần giới, không chết chưa chắc là thật. Đế quân cao cao tại thượng, không thể ngăn cản, cũng có thể chỉ là truyền thuyết. Nếu không vì sao Khổng Sư có thể một người khiêu chiến tám đế, mà lông tóc không tổn hao gì. Vị kia ở tự tại thiên, vì sao có thể để cho tám thiên thần phục. Sở dĩ đế quân gọi cái tên này, là bởi vì lão nhân gia là thần thú biến hóa, mà bản thể chính là huyết thống cao quý nhất trong phượng tộc. Bất Tử Thiên Phượng. Hộ vệ hạ giọng. Nếu không phải đối phương ra tay hào phóng, sự tình dính dáng đế quân, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Bất Tử Thiên Phượng, Bất Tử Điều. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Trước đó chỉ cho là Vân Ly Thiên Vân Ly Đại Đế là thần thú, còn lại hầu như đều là nhân loại tu luyện, hiện tại xem ra, Bất Tử Thiên cũng thế. Không biết thần giới cửu thiên, còn có đế quân nào là thần thú biến hóa? Trương Huyền sinh ra một ý nghĩ, tiếp tục hỏi. Thấy người trước mắt này sắp đột phá thần vương, thế mà ngay cả kiến thức rõ ràng như vậy ở thần giới cũng không biết, hộ vệ lắc đầu nói. Trấn thủ đông tây nam bắc của thần giới đều là thần thú biến hóa. Phía đông Vân Ly Thiên, bản thể Vân Ly Đại Đế là Thanh Long thần thú. Phương tây Canh Kim Thiên, bản thể của Phù Mãnh Đế Quân là Bạch Hổ thần thú. Phía nam Bất Tử Thiên, Bất Tử Đế Quân chúng ta, bản thể là Bất Tử Thiên Phượng, cũng gọi Chu Tước thần thú. Còn phương Bắc Huyền Minh Thiên Huyền Minh Đại Đế, bản thể là Huyền Vũ thần thú. Bốn đại thần thú, trấn thủ tứ cực. Con mắt Trương Huyền trợn tròn. Trước đó thời điểm hỏi thăm Phù Giang thần, tuy hỏi rõ ràng tục danh của cửu thiên cửu đế, lại biết cũng không nhiều, không nghĩ tới Đông Tây Nam Bắc là do bốn thần thú trấn thủ. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Nên nói ta đều nói rồi, người muốn làm chuyện gì liền đi đi, Linh Nguyên Hoàng Thành cấm chỉ làm loạn, tuyệt đối không nên tìm phiền toái, nếu không thần vương cũng có thể vẫn lạc. Thấy vị trước mắt này cái gì cũng không rõ, hộ vệ không nói thêm lời, khởi động lấy thần thú muốn trở về. Trước không vội, ta còn có chuyện muốn hỏi thăm. Trương Huyền vội vàng mở miệng. Không biết, đế quân của Linh Nguyên Thiên các ngươi ở nơi nào? Có phải được người gọi linh thần hay không? Đế quân tự nhiên ở đế quân điện, chúng ta gọi là linh thần, cũng chính là linh thần cung. Bất quá nơi này nghe nói mấy chục năm không có mở ra, ngay cả hỏa vũ đại nhân cũng không cách nào đi vào. Hộ vệ nói. Mặt khác, nếu như người muốn hỏi thăm chuyện liên quan tới đế quân, ta chỉ biết đến như vậy, nhiều hơn nữa cũng không rõ ràng. Trương Huyền gật đầu. Chuyện Bất Tử đế quân vẫn lạc. Không dám hỏi thăm quá nhiều, dù sao nghe quá mức giận người, truyền đi đối với người nào cũng không tốt. Vậy nếu như ta muốn tìm hiểu tin tức, đi tìm ai tốt nhất?
biết đối phương chỉ là thiên thần thượng phẩm phổ thông, nguồn tin có hạn, Trương Huyền tò mò hỏi. Muốn nhìn ngươi hỏi thăm tin tức bình thường, một ít thương hội có thể biết, nơi đó tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, tin tức khẳng định truyền rất rộng, không nói cái khác, U Hồn Thiên mới bán ra Mỹ. Dung đan, nghe nói tìm được quan hệ, liền có thể mua sắm. Ánh mắt hộ vệ lộ ra vẻ hâm mộ, nói tiếp. Đương nhiên, nếu như người muốn dò xét sự tình giống như vừa rồi, dính dáng đế quân, nơi này khẳng định biết không nhiều, tốt nhất là tìm người của tam đại gia tộc, bọn họ từng cái địa vị kính trọng, biết tin tức khẳng định cũng nhiều, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Đa tạ. Trương Huyền ôm quyền. Đối phương nói không sai. Dính dáng đế quân, người biết chắc chắn sẽ không nhiều, thật muốn biết, Lạc Nhược Hy có phải kế thừa vị trí bất tử đế quân, thành tân nhiệm linh thần hay không, cụ thể lại ở nơi nào, làm sao mới có thể. Liên hệ và tìm tới, có thể làm được điểm này, nhất định chỉ có ba vị. Thần vương phong hào kia. Thứ hai, là một ít cường giả thần vương. Còn loại hộ vệ này, cấp bậc quá thấp, sự tình của cường giả thần vương, quả thực không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Tự nhiên cũng không có khả năng biết được. Chỉ là, thần vương phong hào, một cái so với một cái mạnh mẽ, dựa vào thực lực của hắn, làm sao tiếp xúc. Thật muốn đi qua, khả năng lời còn chưa nói, sẽ bị đối phương đập chết. Trừ khi, nắm giữ một thân phận để thần vương phong hào cũng kiêng kỵ. Tỷ như ở U Hồn Thiên, Tề Mãnh hiểu lầm mình là đế quân. Sau đó không chỉ mua sắm thần nguyên đan thượng phẩm dễ dàng, mọi chuyện đều bật đèn xanh, thu được tiện nghi cực lớn, nếu không bán ra ba loại đan dược, hơn nữa tổ chức buổi trình diễn khổng lồ như vậy, ở U Hồn Thiên ngư long hỗn tạp, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ cần có loại thân phận này, muốn dò xét tin tức gì, đều sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, rơi vào suy nghĩ. Có nên ngụy trang thành đế quân thử một chút không? Hết chương 3829. Chương 3830. Danh ngạch đi vào linh thần cung. Ý nghĩ này vừa hiện ra, liền trực tiếp vứt bỏ. Đế quân, cường giả đỉnh phong nhất thần giới, bị người khác hiểu lầm coi như cũng được, dù sao chỉ là suy đoán, không dám tiết lộ tin tức, nhưng một khi giả mạo, tin tức rất dễ dàng truyền ra ngoài, đến lúc đó bị phát giác thân phận, tương đương với khiêu chiến uy quyền vạn cổ. Không đổi của bọn họ. Trừ khi thực lực đạt đến, nếu không vô cùng có khả năng gặp phải xóa bỏ. Giống như kiếp trước có người tự mình điêu khắc ngọc tỷ, giả mạo hoàng đế, tuyệt đối là tội tru di cửu tộc. Huống chi, thật muốn nói giả mạo người nào? Cửu thiên cửu đế, đều có họ tên và năng lực đặc thù, trước đó Tề Mãnh thần vương phong hào hiểu lầm, mình chuyên môn hỏi thăm Tề Linh Nhi, hiểu lầm bản thân là linh thần. Hiện tại đến địa bàn của đối phương, lại giả mạo đối phương. Thật sự, là tìm cái chết, là Lạc Nhược Hy còn tốt, nếu không phải. Còn nữa, giả mạo, chỉ có thể tiếp xúc thần vương phong hào, đều là đế quân, một khi hỏi thăm, nhất định lộ tẩy. Mượn lệnh phù ngụy trang của Lạc Nhược Hy, ngụy trang đệ tử gia tộc, ngay cả huyết dịch cũng đo lường không ra, thế nhưng chỉ là lừa gạt người bình thường, gặp được đế quân, khẳng định liếc mắt sẽ bị nhìn thấu thân phận. Người khác không biết cửu thiên cửu đế, thần vương phong hào cũng có thể tính sai, nhưng bản thân cửu đế làm sao không quen biết đồng bọn cùng cấp bậc. Không dám gặp đế quân, gặp thần vương phong hào hỏi một chút liền lộ tẩy. Cho nên cái gọi là ngụy trang, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Suy tư phút chốc, phát hiện không có bất kỳ biện pháp tốt gì, xoa xoa mi tâm, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía hộ vệ trước mắt, chần chờ một chút nói. Nói thật với ngươi, thực ra ta có một số việc, muốn gặp bất tử đế. Quân, ngươi có biết phương pháp gì hay không? Gặp đế quân, chúng ta cũng muốn gặp lão nhân gia. Đáng tiếc, thực lực quá thấp, không gặp được. Đoán chừng cũng chỉ có thần vương phong hào mới có tư cách. Hộ vệ lắc đầu. Thân là con dân cửu thiên, ai không muốn tận mắt nhìn thấy đế quân, nghe hắn dạy bảo. Người người đều muốn gặp, đế quân cũng không cần làm chuyện khác, chỉ riêng gặp người cũng có thể mệt chết. Vậy đi vào linh thần cung thì sao? Trương Huyền nói. Làm trung tâm của một phương thế lực,
luôn không có khả năng một mực ở trong Linh Thần Cung chưa từng đi ra, cũng chưa từng gặp người chứ. Linh Thần Cung là có thể đi vào, có điều không dễ dàng như vậy, trừ Đế quân Triệu Kiến, hầu như không có người có thể tự mình đi vào. Cho dù là đệ tử của Tam Đại gia tộc, cũng chỉ có cầm được thân phận đệ nhất nhân, mới có tư cách tiến vào, cảm ngộ một đêm. Hộ vệ nói, đệ nhất nhân, cảm ngộ một đêm. Trương Huyền cau mày. Phượng Hoàng tộc, năng lực cường đại nhất là bất tử Niết Bàn, nhưng mà loại năng lực này, chỉ có bất tử Thiên Phượng nhất tộc biết, mà đế quân bệ hạ không có hậu nhân, cho nên cho phép phượng tộc khác, mỗi trăm năm tiến hành một lần tỉ thí, tuyển chọn ra một hậu bối ưu tú nhất đi vào bất tử dung nham trì, tiến hành cảm ngộ. Có thể cảm ngộ được. Chân lý bất tử, tu vi và địa vị đều sẽ tăng vọt, trong thời gian ngắn đột phá thần vương cũng vô cùng có khả năng. Ánh mắt hộ vệ lộ ra vẻ hâm mộ. Bất tử dung nham trì. Trương Huyền sửng sốt một chút hỏi. Thứ này, không phải nói mấy chục năm trước đã hỏng sao? Thứ này nghe Trác Phong nói qua, mệnh danh thánh địa luyện thể thứ nhất của thần giới, chỉ là đã hủy hoại, hơn nữa không cách nào chữa trị, cho nên mới đi Nguyệt Thanh Trì. Có hỏng hay không ta không biết, có điều coi như hỏng, trong đó ẩn chứa linh khí và pháp tắc chắc chắn vẫn còn, hơn nữa ở trong Linh Thần Cung, bố cục bên trong đều có dấu vết của đế quân lưu lại. Trải qua cảm ngộ, đối với tu luyện khẳng định có trợ giúp rất lớn. Hộ vệ nói, Trương Huyền không có phản bác. Tu vi càng cao, hiểu thiên đạo càng sâu sắc, đến cấp bậc đế quân, tùy ý nhất cử nhất động, đối với những khác người mà nói, đều ảo diệu vô tận, có thể chìm đắm cả đời. Giống như Khổng Sư, lúc trước lưu lại rất nhiều di tích ở danh sư đại lục, được vô số người cảm ngộ, từ đó tu vi càng ngày càng mạnh. Coi như bất tử dung nham chỉ hủy hoại, có thể đi vào Linh Thần Cung, cảm ngộ một đêm, khẳng định cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Đúng rồi, có thể đi vào Linh Thần Cung, liền có cơ hội nhìn thấy Lạc Nhược Hy. So với tìm ai hỏi thăm cũng tốt hơn. Đột nhiên Trương Huyền siết nắm đấm chặt. Hắn muốn tìm hiểu bất tử đế quân, tìm ai hỏi cũng không đáng tin cậy, rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết, trừ khi có thể đi vào Linh Thần Cung. Đi vào nơi này, liền có khả năng tìm được nàng, biết tình huống cụ thể của nàng. Nghĩ đến cái này, cũng kìm nén không được hỏi. Ngươi nói Tam Đại gia tộc đệ nhất nhân này, là phải trải qua tỉ thí ư? Tỉ thí như thế nào? Đương nhiên cần trải qua tỉ thí. Hộ vệ gật đầu. Ngươi tới thời gian rất khéo, trăm năm một lần tỉ thí, vừa vặn sau năm ngày bắt đầu. Đến lúc đó mỗi gia tộc đều sẽ tuyển chọn ra 10 đệ tử ưu tú nhất tham gia cạnh tranh, đạt được đệ nhất mới có tư cách. Còn tỉ thí cái gì, ta cũng không rõ ràng, dù sao mấy ngày nay huyên náo xôn xao, không ít người đều biết. Trương Huyền hiểu được, lại tỉ mỉ hỏi thăm vài câu, xem như cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Danh ngạch đi vào Linh Thần Cung, trăm năm mới có một cái, tự nhiên có thể thu hút vô số người đến, có điều Tam Đại gia tộc khảo hạch và tỉ. Thí cực kỳ tàn khốc, danh ngạch cũng không phải dễ dàng lấy được như. Vậy, đầu tiên tuổi tác không cao hơn 30, tu vi ít nhất đến thiên thần thượng phẩm. Dù Phượng Hoàng tộc, huyết mạch mạnh mẽ, chỉ cần huyết mạch tinh thuần, sẽ tiến bộ thần tốc, nhưng chỉ điều này, cũng có thể vây khốn không biết bao nhiêu người. Cũng không phải người người đều biến thái giống như Trương Huyền, tùy ý mấy hơi thở liền có thể hoàn thành. Thứ hai, đối với huyết mạch và năng lực lĩnh ngộ, cũng có yêu cầu cực cao, nếu không rất dễ dàng lãng phí cơ hội. Tuy đối phương không nói ra được nội dung khảo hạch cụ thể, nhưng nhất định là tu vi, tâm tính, ngộ tính, đều cực cao, mới có thể thông qua. Mà một khi được tuyển ra, liền sẽ trực tiếp đi vào Linh Thần Cung, thậm chí có cơ hội nhìn thấy Linh Thần. Những ngày gần đây, Tam Đại gia tộc hẳn là đều triệu hồi đệ tử tu hành ở bên ngoài, để tiến hành tuyển chọn trong tộc. Hộ vệ nói. Trương Huyền gật đầu. Các loại thế lực của thần giới, hàng năm đều sẽ có vô số đệ tử rời khỏi, đi tới các nơi thí luyện, loại thịnh hội trăm năm mới gặp này, tự nhiên sẽ triệu tập những đệ tử kia về. Lại hỏi thăm một chút, hộ vệ toàn bộ cho biết, đợi hắn rời khỏi, lúc này Trương Huyền mới đi tới nội thành. Mặc dù Linh Nguyên Hoàng Thành lơ lửng giữa không trung, lại không cho người ta cảm giác không thích ứng, trái lại giống như ở mặt đất, thong thả ở trong đó,
một bên tiếp tục tìm hiểu tin tức, một bên suy tư. Thần thú giống như Phượng Hoàng, giống như Long tộc ở Vân Ly Thiên, đệ tử thí luyện ở bên ngoài, không ít người không quen biết, không biết có thể giống như Lạc Thiên Nhai, chơi cái thân phận giả, lẫn vào trong một gia tộc, lại nghĩ biện pháp tranh thủ danh ngạch duy nhất kia không? Một ý nghĩ xông ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 174.